Rồi ok. Phát live stream không bật wifi sợ. Mãi không thấy nhảy. Hello mọi người. Áo này có vẻ form bé hơn áo kể. Hello 500 anh em nhá. Hôm nay em xả bom cộng với xả nốt chỗ hàng hè thu đông luôn nhá. Để em cho hàng mới về nhá, nhiều hàng lắm không có chỗ để luôn. Nha mọi người nhá. Mọi người share link vào 5 hội nhóm để nhận áo không đồng này. Tặng áo như em đang mặc luôn nhá. Áo nỉ cờ nhá. Buộc tóc lên. Mà quay cái này này mặt bị đen lắm. Nhở? Mặt đen ý. Chào Su Hip. Ai đang xem comment cho em biết các chị đang xem nhá. Mi ghi comment cho chị ơi. Chào ông em, hello ông em. Ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ nhá. Em sẽ tặng áo như em đang mặc này. Nỉ đây là nỉ cờ. Rất là xinh luôn, chất đẹp lắm. Còn có mấy cái thôi, bán lẻ hết rồi, chưa kịp bán live stream luôn. Cảm ơn Nguyên Boss, thank you tình yêu. Chào Tuyết nhá. Mặc sắp không vừa với quần nữa. Áo đang mặc có bán nhá cả nhà ơi. Áo đang mặc bán với giá là 90.000 một chiếc. 90.000 một chiếc thôi. Hay nói khác là 89.000 nhưng mà thực ra giá là 90.000 nhá. Giá là 90.000 một chiếc cái áo em đang mặc. Nhưng mà bây giờ em sẽ tặng đã. Các chị cứ chơi game biết đâu trúng game. Là hôm nay em sẽ xả một mã hàng với giá cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ luôn nhá. Không ai xả toàn bộ luôn. Nay gộp đơn thứ 7 được không? Bé Kim gửi hàng chưa? Nếu mà chưa gửi hàng thì gộp được. Nhưng mà nếu mà hàng mà đi rồi thì mình chịu nhá, không gộp được đâu. Thôi em ơi ghi comment đi. Ghi nhanh cái tay lên xem nào. Xe 5 nhóm để nhận áo không đồng giúp em nhá. Ơ cái kẹp tóc của chị đâu nhỉ? Có thấy Quỳnh Lê nhá. Có thấy Quỳnh Lê ok, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. À, mấy đứa chia sẻ chị ơi. Tại sao mà mới có 71 người xem nhỏ, lên 120 người. Em sẽ tặng áo như em đang mặc. Chị đầu tiên tặng hai chiếc. Người tiếp theo sẽ tặng mỗi người một chiếc nhá. Chào Linh Linh, hay mặc áo này không nổi lắm đấy mọi người, không thích. Áo này xinh mà dễ mặc dã man luôn. Em cảm ơn chị Đặng Thùy Dương nhá, thank you chị. Ai mà mua hàng nhà em rồi thì biết chất như nào rồi ạ, dễ mua. Nói chung là mua mà biết chất rồi thì sau vào chốt hàng dễ cực kỳ luôn. Áo nỉ này. Ok mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ, lên 170 người cho em nhá. Lên 170 người em sẽ bắt đầu tặng áo không đồng, tặng hai chiếc áo như em đang mặc này. Cho chị nào nhanh tay nhất. Còn những chị về sau tặng mỗi người một chiếc luôn nhé. Sau đó em sẽ xả nốt số hàng hè, xả hàng bom. Đây là có mấy cục hàng bom vừa hoàn về sáng nay xong. Chán đời không? 170 người cho em nhá. Áo này thì dễ mặc lắm, các chị mặc kiểu gì cũng hợp. Mình đang bầu mà mình mặc còn không hề bị lộ gì luôn nhá. Áo nỉ em đang mặc là 90.000 nhá. Còn có khoảng 7-8 chiếc thôi. Trừ tặng đi là còn khoảng 7-8 chiếc để bán thôi. Cũng không còn nhiều nhá mọi người. Rồi ok, thể lệ chơi game ngày hôm nay như sau. Thể lệ chơi game nhá. Thể lệ chơi game hôm nay như sau này. Nhưng ai đã chia sẻ đủ 5 nhóm thì bây giờ em sẽ ghi một con số may mắn bất kỳ. Chị nào là người comment nhanh nhất, đúng nhất con số may mắn thì người đó sẽ giành được hai chiếc áo bên em. Và những chị nào comment sau tặng nhanh cho 3 chị comment sau. Mỗi người một chiếc áo nhá. Em cả ghi những số dễ đoán thôi. Số dễ đoán cực kỳ luôn. Ok, em đã trên tay em là con số may mắn rồi này. Mình bầu 4 tháng rồi nhá. Tôi bầu 4 tháng rồi ông ơi. Hôm nay cam nó cứ bị xỉn sao ấy nhỉ. Mặt cứ bị đen đen đi.
Rồi ok, em sẽ cho gợi ý nhá. Em sẽ cho gợi ý con số may mắn của ngày hôm nay này. Em sẽ cho gợi ý con số may mắn của ngày hôm nay. Con số may mắn ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 50 cho đến 85 nhá. Từ 50 đến 85 nhá. 50 đến 8 đến 85 này. 50 đến 85. Chị Nguyễn Hiệp 40 sai, Nga Zona 26 sai, Hường Nguyễn 26 sai. Nghe gợi ý của em đi ạ. Từ 40 đến 8 đến 85. Từ 40 đến 85 nhá, nhanh tay comment và chia sẻ. Những ai đã chia sẻ đủ bước thì hãng chơi game, bởi vì có rất nhiều chị trúng game. Trúng game nhưng không chia sẻ là sẽ không được tính đâu ạ. Trúng game mà không chia sẻ là sẽ không được tính nhá. Trúng game không chia sẻ là sẽ không được tính đâu ạ. 7651 3365 sai, 75 sai. Nào từ đây là một con số nằm trong khoảng từ 40 đến 85. Từ 4 đúng không? Chị là 40 85 à? Đúng không? 50 đến 85 ạ, sorry mọi người. 50 đến 8 đến 85 nhá. Không phải đâu, quay thay cái này để quay len cho nổi ấy, chứ không màu len nó cứ bị nhờ mọi người ạ. 65 sai, 66 sai. Lại Trang 67 sai, Thúy Sam cũng 67 sai luôn nhá. Chia sẻ giúp em view lên 190 người. Lên 190 người em sẽ cho gợi ý để mọi người đoán nhanh này. Lên 190 người em sẽ cho gợi ý để đoán nhanh nhá. 69 sai, Nguyệt Minh 79 sai, Thúy Sam 83 sai, Thúy Sam 82 sai tiếp. Lại Trang 77 sai. Lê Trần Như Tâm 75 sai. 77 sai nhá, Việt Linh nhá. Rồi ok, em sẽ cho gợi ý này, view lên 194 rồi này. Đây là một con số chẵn nằm trong khoảng từ 40 đến 75. À từ 50 đến 75. Là một con số chẵn nằm trong khoảng từ 50 đến 75 nhá. Từ 50 đến 75 là một con số chẵn này. Là một con số chẵn nằm trong khoảng từ 50 đến 75. Nào nhanh tay đoán ngay con số may mắn của mình nhá. 50 đến 75 hôm nay nhiều lắm luôn. Hôm nay có cả đồ thu đông em xả hết nhá. Xả hết để dọn kho này, kho chật quá rồi. Từ 50 cho đến 75 và là một con số chẵn đi ạ. Lại Trang ơi, 83 là số lẻ nhá. 83 là số lẻ, 773 cũng số lẻ nhá. 73 80 sai nhá. 66 sai. 80 sai, 554 sai. Từ 50 đến 75 và là số chẵn thôi nào, quá dễ đoán luôn, quá nhanh luôn nào mọi người ơi. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nhé. Phương Chi Nguyên 60 sai, Lê Trần Như Tâm 70 sai, Hồ Ánh Ngọc 58 sai, Phương Ri 74 sai. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Tại sao mà mới có hơn 200 lượt chia sẻ thôi. Lại Trang 58 sai, Lê Trần Như Tâm 67 sai nào. Nhanh tay comment và chia sẻ live stream cho em nhé. Nguyệt Minh 84 sai, Phương Ri 74 sai nào. Bị ẩn comment đấy chứ chắc chắn sẽ có người đoán. Có người đoán đúng rồi đúng không? Nhưng mà chẳng thấy hiển thị cái số đấy gì cả. 74 sai, ok đây con bạn comment đúng này. May quá, nói khản cả cổ. Ok, số 70 nhá. Đây là camera đang bị ngược nhá cả nhà. Đây là camera đang bị ngược này. Con số may mắn là con số 70 nhá. Con số 70 cho em này. Số 70 nhá. Số 70 ok. Số 70 này, đây ở trên. Ok, 70 xin chúc mừng chị Trần Trang nhận được 2 chiếc áo nhá. Chị Trần Trang là người comment đầu tiên này, nhận 2 chiếc áo này. Chị Trần Trang ok. Bây giờ tiếp theo 3 chị may mắn tiếp theo. Comment giùm em con số 70 kèm số điện thoại nhá. 70 kèm số điện thoại ạ. Bây giờ 3 chị may mắn tiếp theo comment giùm em 70 kèm số điện thoại để mỗi người sẽ nhận được thêm 1 chiếc áo của bên em nhá. 70 kèm số điện thoại đi ạ. 70 kèm số điện thoại giùm em nhá. Hôm nay cái live stream ngày hôm nay chị nào mà không xem là tiếc lắm luôn nhá. 70 kèm số điện thoại giùm em đi ạ. 70 kèm như mọi người biết thể hệ chơi ấy. Nên là sẽ comment nhanh hơn. 70 nhá. Xin chúc mừng chị Anna Trần 1 chiếc này. Chị Anna Trần 1 nhá. Chị Anna Trần 1 này. Chị Nguyễn Mai 1
Đây em kéo lên trên xem chị nào comment nhanh nhất. Chị Nguyễn Thu luôn nhá, chị Nguyễn Thu một này, ok chưa ạ? Ok này, tặng cho ba chị comment nhanh nhất rồi nhá. Ok cả nhà ơi, bây giờ em sẽ xả một mã này với giá siêu rẻ cho mọi người này. Xả một mã áo mặc mùa thu cho mọi người nhá. Xả xong mẫu này em sẽ bắt đầu xả cả bom luôn. Hàng mà khách bom về hôm nay em mang xả hết luôn nhá. Bây giờ sẽ xả cái mã này. Áo chất đây, chất cực kỳ đẹp luôn nhá, chất cực kỳ đẹp này. Chất cực kỳ đẹp, em là người comment thứ hai nhé. Em ơi, ai cũng chưa thấy mình comment trước người khác thôi. Nhưng mà máy hiển thì ai trước thì chị sẽ đọc tên người đấy nhá em nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ xả cái áo này với giá là 65.000 một chiếc. Áp dụng cho chị nào đã chia sẻ đủ vào 5 group nhá. Áo này sẽ không ship một chiếc ạ, áo này ship từ 2 chiếc. Mọi người có thể mua sản phẩm này kèm thêm một sản phẩm khác nhá. Áo này em sale còn 65.000 một chiếc thôi. 65k một chiếc, chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp nhá, chất cực kỳ đẹp. Em ơi còn mấy cái màu trắng đúng không? Cái áo chị mặc còn nhá. Hồ Ánh Ngọc ơi, Hồ Ánh Ngọc mà lấy thì để lại số điện thoại này. Đây này, bây giờ mới hiển thị comment chơi game của Thủy Sang. Một trắng cái kia còn mấy cái đúng không? Một cái à? Đấy là chắc đi ao trước hết đi. Đi ao đúng không? Cái này cái này khác em ơi. Đây có cả màu trắng nhá. Màu trắng còn mấy cái thôi ạ. Hồ Ánh Ngọc ơi, áo chị mặc còn nhá em nhá. Áo chị mặc còn. Áo này em xả với giá là 65.000 một chiếc. Đây nhá, cái này xả giá 65.000 một chiếc. Đây là màu trắng nó bị gấp trong bọc, nó bị nhăn. Để chị áo em mặc đi. Ok chị Nga Phạm, một chiếc áo em đang mặc này, áo cờ này, áo nỉ nhá, 90.000 chị nhá. Áo em mặc 90.000 này, chị Nga Phạm một này. Lại ông lại trang comment nhiều, ông toàn comment sai. Không nhìn thấy comment số đấy luôn. Rồi ok, cái áo này xả giá 59.000 một à đâu 65.000 một chiếc. 65.000 một chiếc. Áo em đang mặc là 90.000, chị nào lấy comment là 90k kèm số điện thoại. Hồ Ánh Ngọc để số cho chị nhá, còn mấy cái thôi. Hồ Ánh Ngọc để lại số cho chị này em này. Ok, ai lấy áo đang mặc comment là áo đang mặc kèm số điện thoại giùm em nhá. Áo này xả 65.000. Ôi chưa, chất đẹp lắm mọi người, tin em đi, chất đẹp cực kỳ luôn. Áo này chẳng qua là một mã áo đặt về tri ân cho các chị thôi, chứ còn bình thường không ai bán cái giá 65.000 một chiếc đâu ạ. Ai lấy cái áo này comment là 65k kèm màu, 65k kèm màu kèm số điện thoại cho em, cam kết chất đẹp tăng mác đầy đủ luôn nhá. 65k kèm màu kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Không ai thích mã này thì em sẽ qua này. 65k kèm màu kèm số điện thoại, ngày mai cho Hà mặc. 65k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Vân Đoàn lấy nỉ em đang mặc này. Chị Vân Đoàn một chiếc áo nỉ em đang mặc này. Ok chị Vân Đoàn này. Hồ Ánh Ngọc để số đấy. Hồ Ánh Ngọc để số. Cái áo em mặc còn 2 3 4 5. Áo em mặc còn 5 chiếc thôi. Ai lấy thì comment nhanh nhá. Ai lấy thì comment nhanh cho em ơi, tí bọc vào chị nhá. Đúng. Chị Mai Nguyễn 65k màu đen này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá, chất cực kỳ đẹp luôn, em cam kết cho mọi người luôn. Mọi người kiểm chất thoải mái nhá, nhưng mà cái áo này thì một chiếc em không ship đâu, bởi vì đang sale. Cái giá này thì sẽ không ship được một chiếc đâu ạ. Bây giờ em sẽ xả bom. Em ơi sao đơn này lại bé thế này? Sao đơn này lại bé thế này? À như bạn này bạn gọi điện cho chị. Hoa chu 65k gộp đen gộp này. Còn màu gì không chị? Cái mẫu mình mặc thì chỉ có màu đen thôi nhá. Xem lại áo màu trắng đây. 65 cành. 65.000 nhá, 65.000 có trắng và đen. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chị Vân Đoàn vào đơn hôm qua đã đi chưa? Đi hết rồi chị ơi. Đây nhá, 65k thôi, chỉ có 65.000 một chiếc áo. Em cam kết chất đẹp cho mọi người luôn này, mọi người kiểm thoải mái cho em nhá. 65.000 cái áo đấy thì chỉ ship từ hai chiếc. Mọi người có thể chọn thêm một sản phẩm nhá. Ôi có một set vest bị out sale luôn. Đây nhá, mình sẽ xả một set vest cho ai là người nhanh tay nhất này. Áo đấy khoảng 60 cân đổ về cho em. Thu Thủy Nguyễn 65k trắng gộp
còn không nhỉ? Đây, màu trắng đây là sự thu thỉnh nhất, một cái màu trắng. Áo mình mặc free size, áo cái áo em mặc là 90.000 nhá. Áo em đang mặc chỉ còn 6 cái thôi, giá 90.000, chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Chị Nguyễn Hường lấy 65 trắng. Kết thúc live stream thì áo sẽ quay, toàn bộ sản phẩm sẽ quay về trở về giá ban đầu mọi người nhá. Kết thúc live stream tất cả quay về giá ban đầu. Trang Xuân 65 đen này. 65 đen này. Kết thúc nhanh, cái 65.000 này không còn nhiều đâu. Ai lấy comment 65k kèm màu. 665k trắng còn không em? Hết à? Còn có hai cái đấy luôn đúng không? À đây còn một cái. Hoàng Ngọc ơi, Hoàng Ngọc để số điện thoại nhá. Ok, em chốt cho chị tép gai này. Chị tép gai một cái 65 trắng. Còn trắng rồi hết à? Quắt 65 đen dồn đơn hôm trước. Quắt, ok quắt này. Bây giờ cái bộ vest hồng này bị khách ao về một bộ. Em xả luôn với giá 120.000 cả bộ cho mọi người nhá. Màu hồng lên đây bị xỉn rồi. 120.000 cả bộ cho mọi người, hoặc là không đủ ánh sáng ấy. Để mai chị lắp thêm đèn. Bộ vest 2 lớp này xả với giá là 120.000, không lời lãi gì đâu ạ. Kèm quần như thế này nhá, 120.000. Ai lấy comment vest hồng giùm em. 65 trắng hết rồi ạ. Chị Lương Thủy lấy một cái em đang mặc đúng không? Chị Lương Thủy nhá. Ai lấy cái set vest 120 comment 120 kèm số điện thoại. Ok. Như Suri 120. Cái set này bị ao về, em mới bán cái giá đấy thôi nhá. Chị Như Suri như có đơn dư hay sao? Đúng không? Hoàng Ngọc ơi, 65 trắng hết mất rồi. Vừa lấy bạn không để lại số điện thoại. Lương Thủy lấy cái chị đang mặc là 90 nhá. Vest hồng này. Tiếp tục. Một cục hàng bom nữa này. Linh Diệu, em đã liên hệ với các bạn này chưa? Gọi em không nghe, nhắn tin ở trên mình đấy. Thì nó biết số cửa hàng mình. Hả? Thì nó biết số cửa hàng mình. Sao quá đáng ấy nhở, có những cái con người ấy không mua hàng. Mà các chị biết thừa nhà em chốt đơn cẩn thận như nào nhá. Mua xong, gọi điện, ok thì mới gửi hàng. Mà tại sao các bạn ấy vẫn lỡ bom hàng của nhà em? Em không thể hiểu nổi những con người đấy cứ ở nhà đặt hàng, đặt cho sướng mồm. Xong rồi ship đến không nhận. Có những chị lịch sự thì thanh toán cước, còn có những bạn thật sự luôn chặn số, chặn Facebook. Ôi em thề luôn, có cái con người em không thể hiểu nổi là cách ứng xử các bạn như thế nào. Trong khi bên em gửi ảnh đúng không, nếu không ok thôi bà em ơi chị hủy đơn. Nó còn đỡ, bây giờ bắt người ta ship đi cả về mất 6-70 nghìn chứ ít đâu. Mất công người ta ra, mà còn mất công gói hàng ấy cả nhà. Rồi ôi, nói chung là không thể hiểu nổi. Chị ơi, chị Nguyễn Đường qua sớm giùm em. Nguyễn Thị Nhàn mà lấy 65 đen thì để lại số điện thoại nhá. Nguyễn Thị Nhàn lấy 65 đen thì để lại số giúp mình nhá. Đây có 3 sản phẩm nhá. Quá đáng một cách kinh khủng. Đây ạ. Cái váy này nhá. Cái váy này xả giá 70.000 cho chị nào lấy. Ai lấy comment là V70k. Form này khoảng 58 cân đổ về. Đơn của em giải quyết thế nào rồi chị Phương Nguyễn? Đơn này sáng nay vừa hoàn về rồi. Hả? Cái đơn mà hôm qua mình kiểm tra trên hệ thống đang hỏi. Đã hoàn về chưa? Kéo kẻ đúng không? Dạ, ok. Ừ, để hỏi bên đơn vị vận chuyển xem họ bảo như nào. Ai lấy comment là V70k kèm số điện thoại giùm em nhá. V70k này, cái váy này những chị nào mà dưới 1m65 thì mặc được. À dưới 1m63. Bởi vì nếu mà cao quá nó sẽ bị ngắn. Dưới 1m6, 1m63 cho em nhá. Có 70.000 một chiếc váy thôi ạ. Cái váy này em bình thường là bán 155.000 ạ. Xả còn 70.000 nhá, xả lỗ nhá. Ai lấy comment là V70k. Ô, một cái baby doll này mà vẫn đơn này chắc phải lâu lâu rồi em mới có baby doll ấy. Baby doll thỏ này. Có thấy Đào Hương Giang nhá. Đây là hàng Quảng Châu baby doll. Baby doll này ai từng mua mẫu này nhà em chưa? Nguyễn Huyền đơn đi rồi. Váy 70k, ai lấy comment là V70k kèm số điện thoại nhá. Kèm số điện thoại giùm em, không có số không chốt được đơn đâu. Cái đầm này em xả lỗ 100.000. Đầm hàng Quảng Châu nhá. Đây là dáng baby doll. Chị nào mà từng mua mẫu này rồi mà muốn mua thêm màu khác thì lấy giùm em. 100.000 nhá. Ai lấy comment là V100k. Một cái váy len Motogi kẻ. Váy len Motogi kẻ này. Váy len gộp 100 chị bé Kim. Bé Kim đơn đi rồi á. Chị bé Kim em không biết đơn của chị đã đi chưa luôn. Chị bé Kim này. Cái
cái váy len này nhá, 145.000, ai lấy? À đâu, 140.000 đi. Xả luôn nhá, 140.000. Ai lấy comment là 140 giùm em. 140 nhá, 140 nhá. Đây là duy nhất chi ân một chiếc chị bé Kim mà chưa đi. Vậy sao chị đã biết chưa đi vậy? Em cảm ơn chị Hằng Nga, hôm nay thấy em thấy chị quay lên. Em thấy chị quay lên cho con bé con đeo cái ba lô vàng đúng không? Yêu dã man. Váy len kẻ ok chị Nga Phạm này. Chị Nga Phạm này. Em ơi còn củ quả bom à? Thôi tôi để xả cho nó kia. Xả một cái váy yếm bi nhá. Xả cái váy yếm bi này với giá là 89.000 này, 89.000 nhá, chất cực kỳ đẹp. Hàng này bình thường là bán 150 đấy ạ. Ai lấy comment là V89, chị Trăng Thu lấy cái váy 70.000. Là cái váy màu đen ấy. Cái này nhá, V89K này. Ai lấy comment là V89K kèm số điện thoại giùm em. V89K kèm số điện thoại. Xả hàng ngày xong rồi sang hàng thu nhá mọi người. À cái váy 70.000 còn màu trắng này. Váy 70.000 chắc đây bị bom treo lên đúng không? Cái váy màu trắng này 70.000 luôn. Ai lấy comment là V70K chị ơi. Chị ơi chân lấy V89K này. Ok. Hồ Ánh Ngọc một cái V89 này đây. Hai có hai cái đấy. Cái váy này nhá, cái đầm này 70.000. Ai lấy comment là V70K kèm số điện thoại giùm em. V70K duy nhất một chiếc này. Xả luôn nhá, V70K kèm số điện thoại. V70K kèm số này, màu trắng. Chấm bi là cái gì đây? Váy 2 dây chấm bi cũng xả 70.000. Ai lấy comment chấm bi 70K kèm số điện thoại. Chấm bi 70K form 58 cân đổ về. Váy 70 trắng. Chị Nguyễn Hoài Trang. Các chị ơi, ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt nhá. Đã xả bom một con bom lần nữa thì thôi tôi cũng đi chết luôn. Em chắc không muốn bán hàng luôn. Cái váy bi này cũng 70.000. Ai đã mua váy bi này màu các màu khác bên em rồi, mua ngay con màu đen này cho em. Ai lấy comment là chấm bi cũng được nhá. V2 ok, V2 chấm bi 70 cành. Áo nỉ nhem mặc còn ai chốt không để em qua mẫu ạ. Áo nỉ nhem mặc có giá là 90.000 nhá. Cái váy đi, cái áo nỉ nhem đang mặc là 90.000, chị nào lấy comment là áo đang mặc kèm số điện thoại giùm em. Áo đang mặc kèm số điện thoại nhá. Ok, cái chấm bi buộc bụng dành cho những chị mi nho này. Những chị khoảng 52 cân đổ về cho em nhá. Váy bi buộc bụng 75.000. Ai lấy comment là V75K kèm số điện thoại. V75K kèm số điện thoại nhá. Váy bi buộc bụng dành cho các chị eo rất là đẹp luôn thì mặc rất là ok. Chị Nguyên Ly và hàng chị còn giữ không? V75 75.000 này. Ai lấy comment là V75K kèm số điện thoại nhá. Chị Ngoan Vũ lấy bi đỏ. Chị Ngoan Vũ lấy bi đỏ. Áo 2 dây caro. Áo 2 dây caro nhá, 45.000. Ai lấy comment là A45K cho em này. Đây nhá. Nó là cái dây buộc này. A45. Nhung Ngô lấy một áo đang mặc này còn mấy cái thôi. Đây áo cờ nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn. Đây. Nhung Ngô chất đây nhá, chất nỉ cực kỳ đẹp luôn. Nhung Ngô nhá. Cái này là A45K áp dụng cho ai gộp đơn giùm em với. Áo 2 dây, áo này còn mặc được dài. Mặc khoác cardigan ok luôn. Mặc khoác cardigan cực kỳ ok luôn nhá. Ô xe răm này của ai hủy ra đây? Chốt tranh, chốt lấy. Sợ thật. Cái xe răm này các chị có nhớ không ạ? Xe răm này đẹp dã man luôn này. Hết bi đỏ, hết bi đen rồi ạ. Cái bộ răm này cực kỳ đẹp nhá. Em xả 110.000 cho chị nào lấy này. Các chị nhìn thấy không? Cái đai của nó xinh dã man luôn. Cái này tầm size S cho em nhá. Size SM, SM nhỏ này. Cái chân của nó không khác gì cái chân váy em đang mặc. Các chị nhìn thấy không? Đây nhá. Chân váy em đang mặc cũng như này thì nó cũng như thế luôn. Đây. Bộ răm này xả 110.000 cho chị nào chốt nhanh này. Ai lấy comment là răm 110K. Vi Hà ơi, em chọn thêm sản phẩm được không? Có một chiếc thì gửi làm sao nhỉ? Bởi vì có nhiều sản phẩm sale ấy mà phải chịu phí ship cùng. 45K chị Bin Trần gộp đơn có đơn giữ à? Chị Bin Trần ơi, chị làm gì có đơn giữ nhà em đâu.
Chị để lại số nhá. Đây ạ, cái này 110.000 nhá. Bộ này thì cực kỳ đẹp, chị đã tin em thì chốt. Còn không em để lại khi nào em để sao em mặc ạ. Bộ này đẹp lắm luôn, thề tiếc không một bán hôm trước bán xong. Có một bà chốt rồi. Xong bà lại ao ra, khổ với thân tôi. Đây, bộ dăm. Bộ dăm này. Bộ dăm nhá, mác ghi size XL. Nhưng cái này chỉ tầm size ML thôi. À đây là váy, không phải dăm đâu. Chị nào lấy em để 50.000. Ai lấy comment là váy nhá. Hàng 2 lớp, không phải 1 lớp đâu ạ. 50.000. Ai lấy comment là V50K. Lê Phương Thảo chốt áo 45 kìa. Chị Bin Trần mà chị có đơn giữ mà. Sao chị bảo ghi Bin Trần không ghi? Chị ấy tưởng còn nên chốt cho Lê Phương Thảo. Chị Nabu lấy váy 50 này. Dăm đen size S thôi cả nhà nhá. Dăm đen khoảng size S thôi. Dăm đen khoảng size S thôi nhá. Cái váy này các chị là bầu bí bon trên được. Còn một cái xả 80.000. Ai lấy comment là V80K. Em chào chị Phương Thao Nguyên. V80. Thế rốt cuộc em chốt cho ai rồi? Cho chị Lê Phương Thảo ạ. Lê Phương Thảo chốt A45 nhá. Chị Bin Trần không có A. Không có A45 chọn khác giùm em. Chị Thuân Ngo lấy răm 110 này. Lâu quá rồi không thấy chị vào mua hàng. Chị Thuân Ngo lấy răm 110 này. Lần sau chị đọc ai để em chốt luôn nhá. Để em khách quen mà cứ tìm đơn. Chắc gì mình đã giữ, mình đã nhớ. Nó xem nhớ là còn đơn của chị không. V80 Như Suri, ok. Như Suri này. Có một mã đẹp dã man mà sao các chị lại không chốt nhở. Cáo nỉ em mặc còn 3 cái thôi. Có ai lấy nốt không ạ? À 4 cái. Áo nỉ em mặc là còn 4 cái nhá. Áo nỉ em mặc là còn 4 cái này. Giá là 90.000. Chất nỉ da cá. Ai lấy comment là A90 kèm số điện thoại. A90 kèm số điện thoại giùm em nhá. Chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Nhanh để em qua mẫu hàng thu các thứ này. Áo sơ mi hàng Việt Nam xuất khẩu. Size 36 tương đương khoảng size M, size M, SM đều vừa nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Áo này ai lấy 70.000. Ai lấy comment là A70K kèm số điện thoại. A70K kèm số điện thoại giùm em nhá. Chất cực kỳ ok luôn. Chất đẹp lắm. Cái này mặc sơ vin đẹp nhá. Đây, còn một cái váy đây. Cứ chốt tranh không ao ra mệt chết không biết rồi. Thôi đâu, suốt ngày đi nói lại. Mấy cái váy này hết rồi, bây giờ lại thấy ở đây. Cái đầm này nhá. Các chị bầu bí bé vẫn mặc ok này. Cái đầm này nhá, chị nào lấy em để 90.000 kèm cả đai luôn. Áo 70 ai lấy để số đi ạ. Oi chân đã có đơn chưa? Hả? Áo 70 này. Áo nỉ xanh Coban chữ Hàn còn. Em ơi giúp cho chị một cái nỉ xanh chữ Hàn với. Cái váy này nó kèm cả đai để các chị buộc eo nhá. Cái này bầu bí thì đừng thắt eo. Đây. Ai lấy thì comment cho em này. Đây, như này nhá. Cái này chị phải đọc bao tiền? Tám mươi lăm hay 90 nhỉ? 90 nhá, 90 nhá. Ai lấy để ở số đi, cứ comment không thì ai biết là ai. Bảo lấy cho chị một cái thôi thì bắt đầu. Hồ Ánh Ngọc ơi, em lấy cái xanh này đúng không? 95 nhá. Áo mình đang mặc là 90.000. Hường Thương mà lấy cái váy 90 thì để lại số nha bạn ơi. Cái áo này Hồ Ánh Ngọc có lấy không nhở? Áo màu xanh Coban. Hồ Ánh Ngọc mà lấy chị gộp vào đơn cho em luôn nhá. Còn có vài cái màu xanh thôi. Màu xanh Coban còn vài cái này. V90 của Hường Thương em cho vào túi đi này. Không nó rơi mất cái đai của bạn ý. Váy len cũng bị ao à? Lẻ 1-2 cái mất công đi bán. Cái nỉ xanh là 95 em nhá. Đây cái váy này cũng rất là đẹp. Chị nào lấy em để 100.000 này. Khách ao đơn này 100.000 này có kèm cả đai bụng bụng nhá. Trong khi lúc bán hàng đã kêu gọi rất khẩn thiết là các chị ơi ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt đơn dùm em nhé. Blah blah. Thế nào mà các bà ấy vẫn ao đơn được thì không thể hiểu nổi. Ok Hồ Ánh Ngọc lấy một cái nỉ xanh này. Cái váy đen này 100k cho chị nào lấy nhá. Cái loại mà trễ vai như này mà có dây buộc eo. Các chị có nhớ cái mẫu này không ạ? 95. Áo đang mặc không màu vàng em ơi. Bởi vì nếu mà trên nền màu vàng mà để cái cờ này thì sẽ không đẹp lắm. Trên nền vàng mà để cờ này thì sẽ không đẹp lắm.
Ai lấy cái váy này comment là V100K nhá. Hàng này bình thường bán 160-170 thoải mái luôn nhá. Chất đẹp nhá, chất co giãn. Hàng loại 1. Cái này hôm trước em bán 120 với các chị vẫn chốt tranh nhau ấy. Chốt xong bắt đầu lại hủy ra. Còn mấy cái không chốt nốt thì lại hủy. Nỉ xanh 60 cân đổ về nhá. Nỉ xanh 60 cân đổ về cho em nhá. Đây mã này. CM. Mã này CM, ai lấy comment là V80K dùm em. Ở trên là chất cốt tông. Chất cực kỳ đẹp, 80.000. Đây. V80K dùm em nhá, ở dưới đuôi này. V80K kèm số điện thoại đâu? V70K chứ nhầm. V70K kèm số điện thoại dùm em nhá. V70K kèm số điện thoại. Cái này CM, còn một cái CM. Xong cho túi cho chị nhá. Ơ con Thương nó buộc cái đây con Thương nó buộc đúng không? Nó buộc tóc. Đúng rồi này. Đâu rồi nhỉ? Nó buộc tóc. Ơ. Nó không vứt lại à? Chị bảo nó tháo ra mà. Chê vai 5 năm. Không phải đâu, bởi vì bên mình chốt đơn còn phải gọi điện lại cho mọi người ok thì mới ấy cơ. Váy đen vừa bỏ xuống còn chị ơi. Cái váy đen mà buộc eo đúng không? Cái váy hồng này nhá, chị nào lấy em để 90.000 này xả lỗ luôn. À 80.000 chứ quên. 80.000 nhá, ai lấy comment là V80K. Váy đen bỏ xuống còn nhá Thúy Đình ơi. Váy đen vừa bỏ xuống còn. Ừ. Cái váy đen nào? Cái váy đen tay trắng còn nhá. Cái váy đen mà tay trễ vai trắng, cái mẫu này thì hot mà. Mẫu này em không dơ kỹ, không quảng cáo kỹ bởi vì là cái mẫu này thì bán quá nhiều rồi. Tôi thề luôn bán sale lỗ rồi nên mình muốn quay nhanh để mình còn qua những cái hàng khác nữa. Thi Huynh lấy váy 80 này. Chị 57 cân mà cao trên 1m6 thì vừa. 57 cân mà cao trên 1m6 thì vừa cái trễ vai nhá. Ai lấy cái váy này comment là V100K kèm cả đai cho em nhá. Chất cực đẹp, em bán 160-170 đấy ạ. Một trăm nghìn. Cái hai dây này xem. Có cái miếng độn ngực luôn nhá. Cái này size S thôi. Người chị nào cực đẹp thì mặc được. Ai lấy em để 70.000, 60.000 luôn. 60.000 nhá, chất đẹp lắm. Hàng 2 lớp. Chị tép gai lấy váy 100 này. Cái này hàng 2 lớp cho em nhá. Hàng 2 lớp cho em này. Chị Nam U lấy váy 2 dây. Ơ cái váy này còn một cái. Giá vừa lên bao tiền? 80 à? Cái 80 là còn một nhá. Ai lấy comment 80k còn một. Ai lấy comment là váy 80k kèm số điện thoại dùm em. Váy 80k kèm số điện thoại dùm em. Váy 80k bầu bì bon trên thoải mái này. Cái váy xanh buộc eo rồi nhá. Váy hàng thiết kế mặc mùa thu cực kỳ ok. Chị nào lấy váy này em để 140.000 là sale lỗ rồi. Bình thường em bán là 230. Chị nào lấy em để 140 nhá. Ai lấy comment là V140 đây, mặc lên nó như này này. Form nó như này nhá. V140 kèm số điện thoại. Chị Diệp Tuyết lấy váy 80. Đây. Cái này là V140K. Cái này sale lỗ nhá, xả lỗ nhá. Ai lấy thì lấy giúp em, không lấy thì để lại thôi. Không lỗ được hơn nữa. Cái váy len này. Chị heo còi một đen nỉ 90, một xanh coban 95. Ok chị heo còi này. Chị Na Bu lấy cái váy 140 đúng không? Này. Chị Na Bu lấy cái váy 140 này. Cái váy len này. Cái váy len này nhá. Chị nào lấy em để 140.000 hàng. Đây là hàng Quảng Châu. Chị nào lấy em để 140.000 nhá. Chất cực kỳ đẹp. Ai lấy comment là 140 dùm em. Ai lấy comment 140 kèm số điện thoại. Đây là chất len Motogi. Chất len Motogi hàng Quảng Châu nhá. 140 kèm số điện thoại dùm em. 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. Đây là chất len nhá.
Diệp Thúy Đình này. Diệp Thúy Đình lấy 140. Nỉ cam trơn có mũ này. Nỉ cam trơn có mũ form dài suông nhá. Nỉ cam trơn có mũ form dài suông, chị nào lấy em để giá là 85 à. Giá là 85.000 đi. Ok. 85.000 cho nhanh. 85.000 nhá. 85k, ai lấy comment 85k kèm số điện thoại. 85k kèm số điện thoại nhá. 85k kèm số điện thoại. Một cái áo Quảng Châu này. Oi chân lấy cam 8, cam 85. Cái đấy còn một tập màu đen nữa phải. Cái áo Quảng Châu này nhá. Áo trễ vai hàng Quảng Châu này. Chị nào lấy em để 80.000 xả lỗ nhá. 80.000 chất cực đẹp luôn. Cái này là khách hẹn qua lấy mà không qua. 80.000 hàng Quảng Châu cho em nhá. Hàng này bình thường nhập về đã 120 rồi, cam kết luôn. A80. A80 một cam hết rồi em ơi. A80 kèm số điện thoại. Váy này còn hai cái lận. Đây là váy khác. A80 đi ạ. A80 đẹp mà. Cái ba lỗ này nhá. Bạn nào vừa hỏi cái váy ba lỗ nữ tính ấy nhở. Nguyễn Thùy Dung lấy cái 85k là cái gì? Đây nhá. Cái váy tầng này cực kỳ xinh luôn này. Đây này các chị ơi. Chị nào lấy váy này em để 90.000 nhá. 90.000 một chiếc này. Các chị nhìn thấy không? Cái tầng đấy rất là xinh. Mặc váy tầng này xong thắt eo còn hai cái 90.000. Cái này mà mùa thu các chị mặc khoác thêm cái cardigan cũng được nhá. Mùa thu mặc khoác thêm cái cardigan cho em là được. Cái em mặc lên xinh lắm. Ai lấy em để 90.000. Ai lấy comment là V90K kèm số điện thoại nhá. Sau đó bây giờ em sẽ xả cả len đấy ạ. Chuẩn bị xả len luôn này. V90K nhá. Chắc cực kỳ đẹp luôn. Đây hàng 2 lớp nhá. V90K. Ai lấy thì comment này. Thôi rồi bớt còn 85.000 luôn này cho nhanh. Váy ba lỗ nhá, cực kỳ đẹp luôn, đẹp lắm. Cái form mà không thắt đai của nó đã đẹp rồi đây này. Nói chung là kiểu này nó kiểu lạ lạ ấy. 85.000 còn hai cái, ai lấy thì lấy. Thì lấy nốt cho em. Lấy nốt cho em nhá. Bộ ngủ 50. Anna Nguyễn một cái 90 này. Đâu nhỉ, đây. Còn một cái nữa. 85.000 chứ. 85.000 đấy. Áo này mình mặc là 90.000 nhá. Anna Nguyễn 85 rồi, ok Anna Nguyễn này. Trinh Lê chốt cái váy 85 luôn. Cái bộ ngủ này nhá, 50.000 nốt một bộ. 50.000 nhá, áp dụng cho ai gộp đơn cho em này, bộ ngủ 50.000 hàng Quảng Châu nhá. Bộ ngủ 50.000 55 57 cân đổ về. Bộ ngủ 50.000. Bộ ngủ 50.000 nhá. Set này. Quát bộ ngủ dồn đơn. Xích tỉnh từ 30 đến 35.000 form này size S nhá. Một set bao gồm một chân váy và một kéo xanh như này. Cả set ai lấy em để với giá 80.000. Size S nhá. Ai lấy comment là set 80. Bình thường riêng cái chân váy chất co giãn này không có giá 80.000 rồi. Set này 80.000. Ai lấy comment là set 80 dùm em. Set 80. Bộ ngủ hết rồi. Xem có khách nào ao không thôi. Set 80 nhá. Set 80 dùm em gái. Cả set 80.000. Để lại số nhá. Ô cái váy vừa đây bán cho chị Nam Bu bao tiền. Đây còn một cái này. 80 ạ. 80 á? Đó. 80, 70. 80. Chắc không? Cái váy này chị lấy em để 80.000 này. Nốt một cái nhá. Cực kỳ đẹp luôn, có cái độn ngực. Em bớt chị 70.000 đi. Cái váy này 70 đó. Cái váy này 70.000 nốt một cái này. Ai lấy comment là V70. 80 chị Anna Nguyễn nhá. Set 80 chị Anna Nguyễn là cái set có phông. Đúng rồi, như 6 thì như 60 ấy. Chị nhớ chị bớt mà, chị bớt giá sâu à. Chị Nam mua vào 60.000. Thấy cho chúng mày ngồi ghi giá linh tinh đi, tôi đập vào mặt đấy. Mệt thế không biết. 60.000 nhá. Sam ngất ok. 60.000 cho Sam ngất ok chị ơi. Yên tâm kiếp. Em có bao giờ gọi là bảo bán bớt cho mọi người xong rồi lấy tiền mọi người đâu. Yên tâm.
đâu sẽ có đó, thì chó ăn có mắm tôm. Set này nhá, chị nào lấy set này 60 này. Set một cái áo, một cái áo phông nhá, quần ống rộng kèm một cái áo, một cái áo phông. Có chị bánh bèo ơi. Sam ngất chưa? Ghi Sam ngất đi, 60.000 đây. Set này ba vừa chị vừa đọc 3 tiền nhá. Chị đọc giá rồi đấy. Set quần ống rộng kèm áo nhá. Set quần ống rộng kèm áo này, size S thôi. Size S thôi, ai chốt nhanh nhá. 65 hay sao? Chắc là 65. Chắc thế. Chúng mày ngồi nghe đi nhá, cả hai đứa ngồi mà không thèm nghe, không thèm gì. Gì? Thanh Xuân Nguyễn Thị ở inbox không trả lời nhờ, nốt vào tí mà chết. Có thể là bị trôi ô một cái váy bi nữa này. Cái váy bi 89.000 còn một cái, với chị nào chốt hụt không ạ? Váy bi 89.000 em còn một nhá. Ai lấy thêm thì comment giùm em. Diệp Tuyết lấy set 60. Sao mình còn không nhiều giá kia kìa. Số 2, 26. Cái này 89.000, chị nào lấy không ạ? 89k còn đúng một cái nhá. 89k. Bây giờ em sale chị ơi, hôm nay em còn mấy set, khách cứ ao ao đấy. Nên là em sale hết. Cho rộng nhà, rộng cửa, chán lắm. Mua xong rồi cứ đặt xong rồi kêu giữ đơn cả tháng trời xong bắt đầu. Cái váy bi còn có ai lấy không ạ? Set này 50.000 nhá, đây. Xem size gì. Free size. Form này khoảng 53-54 cân này. New Suri, ok, kèm quần nhá. Set này 50.000, 40.000 cũng được, 40.000 cho nhanh này. Set 40k. Ai lấy comment là set 40k. Cái áo em mặc là 90. Cái áo em mặc là 90.000. Cái váy này nhá. Cái váy size S này nhá, cái váy này 30.000 size S bé tí. Size 40 của Nabu. Set hồng hết rồi nhá. Cái váy này 30.000 nhưng mà dành cho chị nào size cực kỳ bé này, có thể mua về cho trẻ con mặc được cái bé. 30.000 nhá, còn hai cái. 30k. Cái váy eo này còn một. Sao cứ kiểu linh tinh ấy nhỉ? Hôm nay bán bao tiền? Cũng này còn đổi ra một. 30k của Sam ngất một này đây nhá. Một à, sau này một cái đúng không? Giờ cầm nó nặng. Nabu một này. 30k bé lắm. Có mấy bạn bé mặc được thôi, còn là em nhỏ nhỏ thôi. Đây nhá, cái váy tầng này còn một cái như 80-90 nhỉ? 85.000 cái váy tầng. Ê, 85k cái váy tầng đấy khác, cái váy này khác nha. Váy này khác cái váy tầng kia nha. Cái váy tầng của đây là ba lỗ, cái này là có tay. Con kia chả chịu ghi gì cả, tao thề mày. Váy tầng 85 đấy khác, có một cái 90 chị sale 5.000 còn 85 đúng rồi, chị nhớ cái đấy. Có hai người chốt. Mọi người ơi, mọi người có nhớ cái váy này vừa nãy em bán bao tiền không? 46 cân vừa em ơi. Bé mẫu là chị 48 cân vừa đấy. Váy này 90.000, ok, 90k. Còn một cái. Set đầu 46 cân vừa nha em nhá. Váy này 90.000. 90.000, cái giá 130 là ngày trước cũng sale ở đây nhỉ, chị Trang. 90k kèm số điện thoại. Cái này 100k. Người bảo 90, người bảo 100, em không nhớ. Không nhớ bán bao tiền. Bữa nay bán bao tiền nhỉ? Bởi vì bây giờ kiểu toàn giá sale ấy, đọc giá linh tinh. Cái gì? Cái gì nào? Túi bọc đồ chứ nhỉ? Bọc đồ cái gì? Chắc chắn là bên mình nói lỗi rồi, nhìn là biết. Cái gì nữa? Chị Vân Đoàn có đơn chưa ạ? Vân Đoàn có đơn chưa mà không để số, không để số cho người khác nha. Có đơn rồi chị ạ. Vân Đoàn à? Đây. Chỗ ấy đi.
Cái áo này sale 65.000 một cái này, còn ai lấy không? Để em qua mẫu đây. 65.000 một chiếc, có ai lấy không ạ? 65.000. Cái này sale 65.000 nhá. Cái này sale 65.000 này. Cái váy 30k để cho chị nhé, không biết còn không. Cái này có sale bị lỗi lắm. Như nó bung bung cái tay, em kiểm tra này có không bị lỗi, để chị để cho chị vừa. Thế cắt lại cái nơ xem được không? 30.000. 65 của Sam ngắt 1 này. Sam ngắt 1 còn 2-3 cái thôi. 65.000 của Sam ngắt 1 cái này. Xem có thắt lại được nơ cái dây sắp đứt kia sao kìa mi kìa. Đưa xem nào. Chị Hường ơi, cái dây nơ nó đang bị đứt. Hay là thắt vào nhau nhỉ. Cái dây nơ nó đang bị lỗi nhá. Nếu mà chị lấy em để, em để chị là 20k. Oi chân một cái 65.000 này. Áo nỉ chưa hồng còn không? Áo này còn một cái. Áo này còn một cái 65.000 nhá. Cái váy nơ màu bạc hà này. Váy hồng à, váy màu bạc hà này. Nơ nơ nhá. Váy này ai lấy 40.000, ai lấy comment là V40k. Cái này trong hàng lô từ ngày trước này. V40k. Đấy lại ao chốt tranh ấy, mệt thế. Áo này nhá, ai lấy em để 70.000. Ok kìa. Ai lấy cái đợt, cái áo này nhá, thôi 60.000 đi. Ai lấy comment là A60k, cái này là dáng chữ A. Các chị mặc với quần quần baggy các thứ rất ok luôn. Đây nhá. Dâng chanh dâng. Dâng chanh dâng, dâng chanh dâng nhá. Váy cổ trúc cơ này. Váy cổ trúc cơ nhá, size M. À size S. Sao mát cái cả M này chắc mát là bằng lỗi rồi. Cái này size S thôi, chắc là size S thôi bé bé. Size S nhá, khoảng 50 cân đổ về cho em này. Chị nào lấy váy này em để 70.000, hàng Việt Nam xuất khẩu. 70.000 nhá, váy này cực kỳ đẹp luôn, mặc lên đẹp lắm. Ai lấy comment là V70k còn đúng một cái. V70k. Set này còn một nhá. V7 70k kèm số điện thoại nhá. Này. Có một cái áo này, đẹp chưa? Kèm một cái chân váy nhá, có đai. Set này 120. Không sale đúng không? Tính ra 120 thì cũng rẻ bèo. Ô set này chân váy khác à? Ôi Tâm Lan ơi, thế để em kiểm hàng kỹ nhá. Hôm qua bán hàng này là cái loại chân váy khác đấy. Hôm nay là mix chân váy khác rồi. Đây nhá, nó là chân váy cặp cao như này, sau đó nó có một cái thắt lưng nhá mọi người. Chân váy cặp cao có một cái thắt lưng. Set này ai lấy em để 100.000 này. Váy 70 là cái gì? Diệp Tuyết. Cái này nhá, cả set này là 100.000 này, bao gồm một cái này nhá, có cái thắt lưng nhá. Thắt lưng các chị đeo ngang qua đây này. 100.000, cái set này khoảng SM là vừa. Áo kèm một cái áo phông này áo phông Hàn Quốc nhá. Chất cực kỳ ok luôn. Cả set 100.000 tức là chia ra có 50.000 một chiếc thôi. Rẻ dã man. Cả set 100.000 em bán nốt này hết rồi. Còn đúng một set gấp vào gặp vào chị ơi. Set 100 nhá, set đẹp lắm đây này. Bình thường riêng cái chân váy kaki à các chị đi mua đã 140 rồi đây. Đeo một cái thắt lưng ngang đây nữa, đẹp lắm. Dương Dương chốt 100. Áo 7 chị à, áo 65.000 còn một cái có ai lấy không ạ? Áo màu đen 65.000 còn một cái có ai lấy không ạ? 65.000 còn một nhá. Áo nỉ em mặc còn 2 cái giá 90.000. Áo nỉ em mặc còn 2 cái giá 90.000. Xong bây giờ em sẽ qua mẫu để quay len này. 90.000 này. Ô cái váy này vừa đây có ai chốt à? Váy 40.000 này. Của ai nhỉ? Chốt cho Diệp Tuyết váy 70 nhá. Cái váy này 40.000 này ai lấy comment lại cho em nhá. Màu bạc hà có 2 lớp. Không phải hàng một lớp đâu. Áo nỉ này nhá. Em ơi cất cho chị mấy cái nỉ xanh này lên ấy. Nó để dưới này nó bị lẫn rồi.
Mai bao cái gì, mai bao năm mai lấy váy 40. Cái áo em mặc khoảng 60 cân đổ về vừa nhá. Cái váy này chị nào lấy em để giá 6 à, giá 70 nghìn luôn này. Ai lấy em để 70 nghìn. Áo em mặc chị Violet Sam lấy cái váy chị mặc. À lấy cái áo chị mặc gộp đơn với cả trang saun cái gì. Lấy một cái áo chị mặc nhá. Váy 70 nhũ hết rồi Dương Dương. Cái này trên là vải thun, ở dưới là vải voan này. Cái áo em mặc là nỉ chị ơi. Áo em mặc là chất nỉ, nỉ da cá nhá. Lấy một cái áo chị mặc đi. Ơ à. Cho chị Violet Salem chân nhưng mà gộp vào đơn với cả trang cái gì đấy. Đọc ấy. 40k bạc hà, có một bạn chốt rồi ạ. Cái áo này chị nào lấy nốt em để 70.000 cho hết này. Chị nào lấy nốt áo này em để 70.000, hàng hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng Việt Nam đâu. Hàng Quảng Châu, chị nào lấy nốt cho em 70k. 70 cành 70.000. 70.000. Ui rồi, điện thoại mang rơi vào chân. Áo nỉ em mặc còn ai lấy không ạ? Áo nỉ nhé em mặc còn ai lấy không? Còn một chiếc thôi. Ai lấy thì lấy nốt cho em nha, chất đẹp ok luôn. Bây giờ em sẽ quay sang một mặt hàng cho mọi người. Đừng rời cái live stream này bởi vì rất là tiếc. Hôm nay là em quay chủ yếu là... À đây còn một cái váy Quảng Châu nè. Váy Quảng Châu còn ai nhớ cái váy này không? Chất đẹp dã man. Chị nào lấy em để 100 nghìn nhá, được trước bán 160, 170 đấy ạ. À đâu, chị nào lấy em để 95 nghìn. Chất, đây là hàng Quảng Châu không phải, không phải hàng Việt, hàng Việt Nam. Lấy em luôn, tức là em lấy thêm một chiếc này à Hồ Ánh Ngọc. Tức thành hai à. 95 nghìn nhá, chất cực kỳ đẹp, hàng Quảng Châu. Yên tâm là mặc thoải mái luôn, giặt thoải mái luôn. 95 Diệp Thúy Đình. Em cho vào túi nhá, cái tay trắng cẩn thận nó bẩn. Cho vào túi này. Cái áo nỉ này có ai lấy không ạ? Ánh Ngọc ơi đâu rồi? Cái áo nỉ này còn hai cái, giá là ok. Hồ Ánh Ngọc một này, còn một cái mình đang mặc mẫu luôn. 90 nghìn nhá, cái nỉ là 90 nghìn. Cái nỉ mình đang mặc là 90 cành. Cái nỉ em mặc 90 ớt, em ơi kéo kia có ai chốt không? Ơ cái váy này không ai chốt, nó đẹp mà, chất đẹp à. Trời ơi, chờ em một tí. Em ơi, cũng không đủ 5 chiếc cho em lấy đâu. Chị Nguyễn Hường lấy 70.000 sơ mi Quảng Châu à. Ngồi lùi vào chị nhờ. Cái áo chị mặc có ai lấy á? Không có ai lấy nốt đâu. Còn đúng một cái hết rồi. Cũng chẳng bớt được nhiều bởi vì chất ok lắm em ạ. Nhà bán, nhà chị bán có giá lãi nhiều đâu mà. Bây giờ xả một ít len nhá mọi người, chật quá rồi. Em ơi một đứa ra đẩy đẩy bớt len vào đây, chị không thể bơi lên, bơi lên kia đâu. Để em áo chị mặc Phương Nguyễn ok, Phương Nguyễn một cái hết hàng luôn này. Phương Nguyễn có đơn chưa? Phương Nguyễn để số đi Phương Nguyễn ơi. Đẩy len vào đây cho chị. Đẩy len xuống đây. Cái váy len nâu này. Váy len nâu nhá. Váy len nâu, cái này chị nào từ 1m6 trở lên mới mặc được nhá. Thấp hơn là mặc bị dài. Thấp hơn là mặc sẽ bị dài đấy. Đây như em là mặc đến chấm gối rồi nhá. Cái váy len này chị nào lấy em để 130.000. 130.000. Ok, Phương Nguyễn này xếp cùng áo. Cùng áo kể. Em ơi đưa cái áo kể cái đây. Em ghi đơn mới cho Phương Nguyễn luôn đi. Nhưng mà kiểm tra xem bên kia có hoàn thuốc không nhá. Này, các bạn một cái áo kẻ ghi 89.000 luôn. Cái váy này nhá, chị áo lấy em để 130.000 nhá. Áo nỉ chữ hồng là áo, là áo gì nhỉ? À màu hồng cũng còn, hết rồi, hết lâu rồi. 130.000. Lê Thu Hiền lấy váy len 130, để Lê Thu Hiền 120 thôi này. 120.000 nhá. Áo khoác len màu nâu. Khoác len, chất len ép màu nâu nhá, 150.000. 150.000 này. Ai lấy con men khoác len 150. Khoác len 150. Khoác len 150 này. Khoác len 150 kèm số điện thoại nhá. Chất len ép nhá, yên tâm đi, không có hàng chất len linh tinh đâu. Khoác len 150. Em hai cái đơn kia chị gửi chưa? Còn áo kẻ đen không?
còn cái áo kẻ vừa nãy còn một hai cái khách ao nhá. Len si chị ơi, nhà em riêng đồ len thì em không bán len, không bán len 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 mới. Bởi vì sao? Bởi vì len nhà em là len si tuyệt, chất xịn hơn len mới cực kỳ nhiều mà giá cực kỳ rẻ luôn nhá mọi người nhá. Chất xịn hơn, giá rẻ hơn thì chẳng tội gì mà mình không mặc cả. Cái khoác vừa rồi tầm size M là vừa nhá. Khoác vừa rồi size M. Cái váy len này chị nào lấy em để 130.000, à 140.000 quên. 140.000 nhá, chất cực đẹp luôn, 140.000 cho em này. Chất đẹp dã man luôn, 140.000. Ai lấy comment là 140 em thật chứ. Một cái len 140, chất quá đẹp luôn so với cái giá của nó. Màu xanh. Cái khoác len màu xanh chị nào lấy em để 80.000 nhá. Khoác len xanh 80.000, hàng này xả này. 80.000 nó bị nhăn bởi vì để nhiều đồ thôi. 80. Váy 140 là cái à? Diệp Tuyết. Cô mi sao rồi? Ô, cái khoác len này không ai lấy đẹp mà. Khoác len chất len ép cho em nhá, không phải chất len thường đâu. Khoác len chất len ép này 150.000. Chất đẹp dã man luôn, 150.000 nhá. 150.000. Thủy Huỳnh lấy 80 này. Cái em mặc là 150, chất đẹp dã man luôn. Len ép nhá. Yên tâm là giặt rũ thoải mái. Khoác len mỏng. Ôi thôi em không cởi ra nhá. Khoác len mỏng đính nơ các kiểu này. Khoác len mỏng nhá. 150, ai lấy 150 để số cho em. Chị Mai Mít, em cảm ơn, chất rất là đẹp luôn. Trời ơi, mấy khoác len mỏng mà không cởi khuy không mặc được ý. Khoác len mỏng nhá. Khoác len mỏng đính nơ này. Khoác len mỏng đính nơ nhá, 60.000. Chị nào lấy comment là khoác len 60k dùm em nhá. Khoác len 60k kèm số điện thoại. Chất len đây nhá, khoác len 60k kèm số điện thoại. Khoác len 60k kèm số điện thoại dùm em. Tiếp một con khoác len. À không, không phải khoác len đâu. Đây là mặt sau nhỉ. Đây là mặt sau mà, cái quy là cao này mà. Cái đấy là mặt sau, cái mặt trước đây nhá. Cái áo len này ai lấy em cũng để 60.000 luôn. 60 của Hoa Chu. Diệp Tuyết hủy váy. Ô em ơi, chị mệt mỏi quá cơ. Váy bao nhiêu người chốt? Lần sau hủy đơn, chị hủy cả đơn thì không bán nữa nhá. Nó, ai mua hàng nhà mình thì biết thừa tính em nhá. Ai xem kỹ thì hãng chốt giùm em. Cái áo này 60, cũng 60.000 này. Chất len cực kỳ đẹp cho em nhá. 60k. Hôm nay là bán giá xả rồi nên là thương em tí đi. Ôi cái váy len này đẹp chưa? Cái váy len đỏ này nhá, thêu này. Cái váy len đỏ thêu này 160.000. 160.000 cho em nhá. Váy len đỏ thêu 160.000. Ai lấy comment 160 kèm số điện thoại. Ok MBT 160k kèm số điện thoại nhá. Con này đẹp này. Thêu này. 160, màu cái màu này cũng đẹp nhá, chất len đẹp dã man. Chị Lê Thu Hiền này. Cái váy len 140 này còn ai, có ai chốt không, chốt lại cho em này, có cái khóa đây nhá. Cái len 140 này. Đây. Ai lấy comment là 140 kèm số điện thoại nhá. Đây. Nó có cái khóa ở cổ nhá, các chị có thể kéo lên kéo xuống để bẻ cổ này. 140 vừa lấy ai chốt hộ chốt lại cho em với. Khoác len màu ghi. Chị Coco Mi Nguyên, ok Coco Mi Nguyên này. Cái khoác len này nhá. Cái khoác len này chị đã lấy em để 60.000. Ai lấy comment là 60k nhá. Khoác len 60k, khoác len mỏng. Khoác len 60k kèm số điện thoại dùm em không cởi khuy nhá. Khoác len 60k. Màu. Em ơi cởi khuy chị ơi, ngồi cởi khuy chị ơi. Ôi có một con khoác len dày màu muối tiêu. Khoác len dày màu tiêu nhá. 60k chị Thu Thủy Nguyễn này. Áo khoác len tiêu này. Áo khoác len tiêu chất dày nhá. Chất dày, ai lấy áo này em để 140.000, à 150.000. 150.000 cho em này. Ai lấy 150.000 cổ vét nhá, cổ vét cái này size M. Cổ vét cho em này. 150.000 chất len đây nhá. 150.000 ai lấy vui vẻ bớt thêm 10, thêm 10.000 cho nhanh. 140k nhá. 140 luôn. Chị Mai Mít 140 cho em này.
áo len trơn 60.000. Chất dày nhá, chị nào mua con này chỉ có lợi thôi, 60.000 nhá, size S thôi. 60k, ai lấy comment. 60k. Cái này là em đang dọn cái kho trong nhà nên là còn bao nhiêu em bán, em bán nốt thôi chứ đây không phải khui khui đâu. Nhưng mà vẫn nhiều con đẹp lắm. Size M chị không vừa rồi. Thế thì len tiêu 140, ai lấy để lại số nhá. Mỹ Dung hoặc là Thủy Nguyễn mà lấy thì để số. Nguyễn Như Anh mà lấy thì để số. Cái khoác len tiêu 140 ai vừa thì để số cho em với. Cái len tiêu dày này nhá. Chất đẹp dã man luôn. Con khoác len hồng này 100, con khoác len hồng này 130.000 nhá. Đây là giá sale bình thường, không ai bán khoác len giá này đâu ạ. 130.000, ai lấy comment là khoác len 130. 140 chị lấy Nabu. Thủy Nguyễn sau rồi, chị Nabu rồi nhá. 130.000. Ai lấy comment là 131 130. À đây đằng sau có cái này. 130 nhá. Thi Nguyễn. À Thi Huynh quên. Thi Huyễn. Cái áo này nhá, 50.000, 40.000 đi. 50.000 chứ chắc ok lắm, 50.000. Ai lấy comment là AL 50 550k giùm em. AL 50k nhá. Khoác len mỏng. 25. Màu 10 giờ. Khoác len mỏng này, màu hoa 10 giờ nhá. 60.000. Ai lấy comment là khoác len 60. Khoác len 60 giùm em nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Khoác len 60. Khoác len 60. Áo len 40 Thủy Huỳnh. Thôi chốt Thủy Huỳnh giá 4, giá 40 cho hết đi. Đây nhá. Chị nào lấy nốt con này em để 5, 50.000 luôn này. Màu 10 giờ nhá, chất len đây nhá. 50k. 50.000 thôi. Ai lấy kèm cả số đi, còn mấy chị có đơn mới em xem đấy, có ai không không đơn mới mà để số á? Hả? Tức là không phải đơn mới cơ. Mấy chị đều toàn đơn mới thôi. Cái đơn khoác len kia không để số, không chốt được đơn đâu ạ. Chị Thuy Loan, Mỹ Dung để số đi ạ. Chả biết ai để số để mà chốt cho người đấy nữa. Cái khoác len mỏng này nhá, 80.000 này, chất đẹp dã man luôn. Mỹ Dung chị nhá. Ok. Mỹ Dung 50k. Hàng si em ơi, nhưng mà nhà riêng nhà mình nhá, si chỉ có si tuyển mới tinh thôi. Các chị có thể qua cửa hàng em ở số 2 ao C mua hàng nhá. Ở đấy khách vào tưởng nhà em bán hàng mới. Không ai biết bán hàng si luôn. Khách tưởng bán hàng mới đấy ạ. Không ai biết luôn, hoa chu 80. Không ai biết là nhà em bán hàng si luôn ấy. Bởi vì hàng nó mới quá. Áo đỏ hết em ơi. Áo đỏ dồn cho hoa chu. Cái áo len nâu này 110.000. Áo len nâu 110.000 nhá. Màu nâu tây quá rẻ. 110.000 này ai chốt nhanh thì được nhá. 110.000 ai chốt nhanh thì được. Áo len màu hồng 50.000 này, màu 10 giờ này. Chất đẹp dã man, 50.000 mặc thử, tại nó dáng rộng. Đây này, mặc lên form cực kỳ xinh luôn nhá. Mặc lên form cực kỳ ok luôn này, form này. 50. 110 chị Phan Thảo, chắc chắn lấy hàng giùm em nhá các chị nhá. Chị Phan Thảo này. Con này 50.000 này, bán tri ân này. Áo len body màu đỏ. Ôi con này đẹp lắm. Chị nào người đẹp ấy mà lấy về mặc với quần quần len ginh các thứ đẹp đây này. Kiểu bọn Hàn Quốc ấy nó hay mặc. Áo này chị nào lấy em để 70.000 nhá. Thi Huynh ok. Cái này 70.000 này, chất kho giãn nhá. Ai cũng mặc vừa thôi nhưng mà những chị mà người eo eo một chút mặc với quần len ginh cực kỳ đẹp 70.000. Cái này cho giặt máy rồi thoải mái cho em, không bao giờ bị lo làm sao luôn. Áo khoác len nâu này. Khoác len nâu tay bom. 70 Thủy Huỳnh. Khoác len nâu tay bom nhá. Khoác len nâu tay bom. Áo khoác len nâu tay bom này 140.000. Ai lấy comment là 140 nhá. Đây. Ai cũng mặc được luôn, cái form này thì dễ mặc đây. 140 giùm em tay bom màu nâu. Màu nâu nhá, chất len là nó là len kiểu như này này. Khoác len. Khoác len 135.000 chứ không phải 140 đâu, bớt cho năm bớt mọi người 5.000 luôn. Ôi con len nâu đẹp chưa? Em này là siêu phẩm trong đống này. Chân len ép nhá, con này thì cực kỳ dày. 140 Lan Lan để số 135.000 thôi Lan Lan ơi.
để số nhá. Cái áo này nhá, chất len cực kỳ dày luôn. Cực kỳ dày luôn. Áo này 185.000 nhá, không bán được thấp hơn đâu ạ. 185, khoác len đang hiếm cực kỳ luôn. 185 nhá, chị Hoàng tộc sai rồi, à sau rồi. Chị Lan Lan để số cho em này, một cái này 185.000, khoảng size SM thôi, to quá không mặc vừa. 185 chất len cực kỳ dày, có hai lớp, hai màu luôn. 185 dùm em. Em này đẹp lắm, chất len đấy, các chị phải sờ chất len nó dày cực kỳ luôn. Gộp nhé, hôm trước có đơn giữ Lan Lan ấy. Chị Thi Thi Huynh lấy 185 này. Khoác len kẻ nâu này. Khoác len kẻ nâu 70.000 này. 70.000 nhá, khoác len kẻ màu nâu 70.000, chất len cực kỳ đanh luôn nhá. Chất len cực kỳ đanh luôn này. 70.000, ai lấy comment là 70k kèm số điện thoại. 70k kèm số điện thoại nhá. 70k kèm số điện thoại giùm em. Váy len hình con gấu. Váy len có chữ Mochino ở trước này. 70k của Hoa Chu. Này, Mochino. Cái váy len Mochino này nhá, 140.000. Váy len Mochino 140.000 này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Váy len cổ 3 phân 140. Ai lấy comment là 140 kèm số điện thoại này. Đẹp đấy con Mochino. Ui, len lông. Thực ra là mình mặc len lông. Ui, cái này khâu được đúng không? Khâu được đúng không? Nó bị tuột chỉ đây này. Bị tuột chỉ này. Tuột chỉ mà đây. Có sườn này. Có khâu được không? Em có nhìn thấy cái gì không? Nó không phải bị rách mà nó tuột chỉ ở phần sườn đây này. Gân đây này. Gân phần nách ấy. Đây này, đây này. Mệt vai, nó có bị làm sao đâu. Cái len lông ở nhá, nó đang bị tuột chỉ này. Nhưng mà bên em sẽ khâu lại cho mọi người yên tâm, không vấn đề nhá. Cái này nó không phải bị rách, mà nó bị ở bên cạnh sườn thôi. Thế mà không nhìn ra, nhìn phát biết luôn. Ngay cạnh sườn. Cái áo lông ở nhá, áo lông đẹp dã man luôn này, 140.000 nhá. Áo lông 100, cái gì 140 đấy? Hoàng tộc 140. Cái này cũng 140.000, con này quá đẹp luôn. Thật sự màu này đẹp dã man. 140 nhá, cái này em sẽ khâu cho mọi người yên tâm, không bao giờ vấn đề gì luôn. Nó bị tuột cái chỉ ở phần nách này ra này, phần sườn này. Em sẽ, ui cái này, Uniqlo CM. Uniqlo CM nhá. Đây. Uniqlo CM. Uniqlo CM nhá. Áo này 90.000 này. 90.000, ai lấy comment 90k kèm số điện thoại giùm em. 90k kèm số điện thoại nhá, size M của Uniqlo. 90k kèm số điện thoại. Cái áo lông xanh đẹp thế mà không ai chốt ra, hay là vì nó bị bục nách, mọi người tưởng là không khâu được. Cái đấy quá dễ luôn. 30 giây thành như mới. 90k nhá, Uniqlo size M này. Dùng lại lọt một con. Áo len kẻ đỏ này 70.000, giống con nâu hồi nãy đúng không? 70.000. Áo len kẻ đỏ giống hết con nâu vừa nãy. Nhung Ngô lấy 90, chắc chắn lấy hàng giùm mình nhá. Chị Dương Thu Thủy lấy cái len lông 140 đúng không ạ? Cái này 70.000 này, chất len cực kỳ đẹp nhá, chất len đanh cực kỳ luôn, giống con nâu vừa nãy nhưng màu đỏ. Áo si chị ơi, riêng len nhá, riêng nhà em len em chỉ bán si, không bán new, nó không hàng new luôn. Bởi vì là các chị ạ, đợt trước em đã buôn hàng new một lần rồi, em khuyên chân thành với các chị luôn. Len new ấy, để mà bán ra với cái giá 170-180 nhập về là chất len hầu hết là chất len thô. Nó không mềm đâu, mặc cực kỳ khó chịu mà các chị giặt mấy hôm ấy. Nó sẽ sần hết cả lên. Nên là bản thân em đã từng buôn cả hàng new. Nên em riêng hàng đông, dạ em có cả new cả si. Nỉ có cả new cả si, nhưng riêng len em chỉ bán si thôi, không bán new nhá. Chị Dương Thu Thủy lấy cái áo này không? Để lại số cho em này, con này quá đẹp luôn. Chị Dương, em mặc thử nhá. Đẹp quá. Chị cũng thích cái áo này, màu này đẹp. Nhưng mà chị không hợp mặc áo lông ấy. Màu này gì tây. Không, mặc vào cũng được. Mặc ngược rồi. Cái cổ em bị ngược này. Em mặc bị ngược nhá, đây cái áo này đẹp dã man luôn. Len lông cho em nhá, 140.000 này. Con này cực kỳ đẹp luôn. Con này màu ở ngoài đẹp dã man luôn ấy. Nhìn chảnh lắm luôn. Các chị mặc cho em mấy quần xóc da đi bốt thì tuyệt vời. Ai lấy con 140 này để lại số điện thoại cho em nhá. Em thảo khuya chị mấy cái len kia đi. Len đỏ đấy. Con này các chị không lấy lên em để mặc ấy. Đẹp, màu ngoài đẹp lắm. Từ nãy giờ chưa con nào mà phải khen nhiều đấy đâu nhá.
thịt mãi cái thằng Thanh Nguyên này. Sorry mọi người nhá, em sẽ chặn luôn, không phải chửi nhau nhiều. Dương Thu Thủy để số điện thoại cho mình nhá. Sorry mọi người nhá, vừa chửi bậy bực mình. Mấy thằng con trai ấy chả hiểu, chắc bị xe nhầm mà mấy nhóm con trai ấy vào comment mất thực sự vãi. Cái áo khoác len nâu này này, 50.000. Ai lấy comment là khoác len 50, 50k kèm số điện thoại nhá. Khoác len 50, 50k. Cái này sao lại tháo quy? Ơ hay mặc được thành áo khoác nhỉ? Mặc được đấy. Cái này mặc được hai kiểu. Đây này. Cái này mặc được hai kiểu nhá. Một là các chị cài hết quy này. Mặc mặt này cũng được. Hoặc là các chị mặc thành áo khoác mặt này cũng được. Ô được cả hai kiểu ấy. Thật mà. Với chị tưởng cái kia là mặc cái mặt trước. Không mặc được hai mặt thật. Cái này nhá, mặc được hai kiểu mà size S thôi, chất đẹp lắm. Chất đẹp cực kỳ luôn nhá, 65.000. 65.000. Dương Thu Thủy bảo có combo 79 chưa gửi. Bảo Ngọc lấy khoác len 50 hả em ơi. Con này 65.000 nhá, chất cực đẹp luôn, mặc được hai kiểu. Các chị cài hết khuy và mặc thành len chui thì mặc mặt này được nhá. Ví dụ đây này. Cài hết len chui len cái khuy vào thì mặc được cái mặt này, xinh lắm. Mẫu 140 là giá 140 luôn mà hết rồi ạ. Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc lấy cái gì đấy? Là lấy cái khoác len nâu 50.000. Cái áo khoác len này nhá. Khoác len này giá là 65.000 luôn đi này. Trinh Trinh lấy cái khoác len kẻ 65. Cái khoác len kẻ này cũng 65. Ok, Dương Thu Thủy em ơi gộp đơn nhỉ. Cái áo khoác len đỏ này cũng 65.000 cho em này. Trinh Trinh là lấy cái màu kẻ đỏ nhá. Còn cái này cũng 65.000 này. Ai lấy comment nhá. Cái váy len này, cái váy len này 70.000 cho em này. 70.000 nhá. Cái này về các chị là lại cho em là được. Người ta là hơi rối ấy, nó chưa phẳng. Đây nhá. Váy ren này 70 cành. Ai lấy comment là váy len 70k. VL 70k nhá. Chị Thu Thủy ơi, chị có lấy cái khoác len đen này không đây? Nhưng mà hơi dài với chị không? Chị Thu Thủy Nguyễn ơi, nhưng mà cái này chắc hơi dài với chị đấy. Bảo Ngọc lấy len kẻ 65 à? Bảo Ngọc lấy khoác len 50 và lấy một cái len kẻ, khoác len kẻ 65.000 đúng không Bảo Ngọc? Cái khoác len đen này nhá. Cái khoác len đen này 130.000. 130.000 cho em nhá. Đen trâu này, vạt lệch này. 130. Ai lấy comment là khoác len 130 kèm số điện thoại. Nhiều thế. Khoác len 130 kèm số điện thoại. Khoác len 130 nhá. Con len đen này chất đẹp dã man luôn. Yên tâm đi, bình thường các chị đi mua khoác len này 2 lít cũng có luôn. Len trơn màu đen 100.000, chất cực kỳ đẹp, 90.000 đi cho nhanh. Len trơn màu đen chất cực đẹp nhá, sale 90.000 cho mọi người này. Size S thôi, chị nào bé bé người chốt con này. Áo len 90. Ai lấy comment là áo len 90 kèm số điện thoại. Có Bảo Ngọc ơi, chờ chị một tí, nhiều lắm. Bây giờ phải bới nhiều lắm, một đống này, một núi luôn. Hàng nhà em giặt là rồi. Các chị về chỉ cần mặc thôi nhá, không cần phải. Ô, có lên đây không ai lấy á? Không, 130 Yến Yến kìa. Chưa để số. Yến Yến để số đi Yến Yến ơi. Váy len trơn màu đen, chị nào lấy em để 80.000 luôn. Váy len trơn màu đen 80 cành. Ô, có màu hồng ở đây mà. Váy len trơn màu đen 80.000 nhá, chất đẹp yên tâm. Xả thì mới có cái giá đấy thôi, chứ bình thường không có đâu. Khoác len màu nâu này. Yến Yến mà lấy khoác len đen 130 để số nhá bạn ơi. Ok Yến Yến, mình nhìn thấy số rồi nhá. Cái khoác len màu nâu này. Khoác len màu nâu 110.000. Sale nốt nhá, 110.000. Sale lỗ luôn. 110.000 nhá, 110. 110.000 này, ai lấy comment khoác len 110. Đây là em xả nốt thôi vì thề luôn, không còn chỗ để khui hàng mới vào. Con len nâu rồi nhá. Chất này. Đẹp dã man luôn. Em len nâu 100.000, ai lấy comment là AL100K. AL100K. AL100K kèm số điện thoại nhá. AL100K kèm số điện thoại này. Bây giờ em phát lại live stream mới, các chị vào xem lại giùm em nhá. Có ai chốt con này không? 110.000 là ngoan, Vũ ngoan Vũ có đơn chưa, là cái khoác len ấy. Ngoan Vũ có đơn chưa ạ? Chị Ngoan Vũ để số cho em nhá.
Chị Lan Vũ có đơn rồi. Chị Ngoan, Ngoan Vũ à? Ờ ok, em gộp đơn cho chị à, chị Ngoan Vũ này. Cái này 100k. 100.000 gái lấy không ạ? 100 nhá. Này chất lên này, thề luôn. Xịn dã man. Em ơi lộn lại chị cái áo cái. Chị ngược ngược xuôi xuôi như vậy. Xuôi ngược xuôi. Bây giờ bán hàng nó kiểu tam giác tròn vuông rồi. Ôi con váy đẹp chưa? Cái váy len này nhá. Cái váy len đẹp này các chị ơi. Ôi váy len đẹp lắm. Chị Thuy Loan lấy 100k. Là cái áo len nâu này. Cái váy len màu đen này cũng 100.000 luôn cho nhanh này. Tua đẹp lắm. 100.000 nhá, chất cực kỳ đẹp luôn nhá các cả nhà nhá. Cái em cam kết luôn, mặc mùa thu cực kỳ chuẩn luôn, các chị nhìn thấy không? Nó tua đua kiểu hai lớp này đấy. Ai lấy comment là len đen 100k. Không nhầm nhá, len đen 100k. Len đen 100k. Ui con váy len màu mận này cũng xinh luôn. Con len màu mận này cũng đẹp này. Ai lấy váy len 100k là cái váy len đen này nhá. Ai lấy đấy? Có phải Thủy Huỳnh không? Thủy Huỳnh lấy này đúng không chị Thủy Huỳnh ơi? Chị lấy cái váy len đen này à? Nếu đúng comment đúng giùm em nhá. Cái váy len này nhá, 140.000 này. Màu mận em thề luôn, bình thường là 170. Không bao giờ có giá 140 cho các chị luôn, chất đẹp lắm. Em sale còn 140.000 thôi nhá. 140.000, ai lấy comment là 140 kèm số điện thoại. Ai lấy comment là 140 kèm số điện thoại nhá. Đẹp lắm, váy len gần chấm gối. Ok, chị Mỹ Dung lấy 140 váy này. Chị Thủy Huỳnh lấy cái này đấy. Chị Mỹ Dung là lấy cái váy đỏ kìa. Cái váy đỏ 140 kìa. Khoác len nâu nhá. Khoác len nâu dáng dài cho em này. Ôi, bị rách len rồi. Cái này móc lại được không nhỉ? Cái này nếu mà chị nào lấy thì em sẽ móc lại cho mọi người cho khéo khéo có chỉ nâu không? Cái này móc lại một đường của nó tận đuôi cơ, sẽ không lộ đâu. Nếu chị nào lấy em sẽ để giá 80.000 và em sửa cho mọi người luôn. Nâu đậm hơn, không sao đâu. Không sao. Sửa được, chị sửa cho. Chị nào lấy con len này 80.000 em sẽ sửa cho mọi người, không lộ thì thôi nhá. 80.000 yên tâm. Bởi vì len hai hen thì không tránh đâu, bởi cái này đẹp lắm, em không muốn bỏ đi luôn, không thôi. Để lấy sửa chị mặc. Để mà chất len nó xịn ý, chất len mềm. Quát nhá. Em nốt vào đi để tí chị sửa luôn, để riêng tí. À cứ để trong túi đi, tí lôi ra cho chị để chị sửa. Nhá. Ôi váy đen cải đẹp chưa mà lại bị bẩn một phát đây rồi. Bẩn rồi. Tẩy được không nhỉ? Có một tí ở chỗ trắng thôi. Một chỗ màu trắng này. Một chấm. Cái len này nhá, nó bị một cái chấm ở đây nhá. Các chị về tẩy nhá. Tẩy là hết đấy, vì nó màu trắng mà. Chị Hào lấy cái này em để giá là ôi bị hai phát cơ. 1 2 3. Đây. Đâu? Đây. Thực ra là đang nhiều đèn chiếu vào đấy, không nhìn thấy thôi rồi, không thì bỏ nhá. Chị nào lấy về tẩy giúp em nhá, 50.000. Giặt thì phải cho thuốc tẩy vào cơ. Em chấm thuốc tẩy vào chỗ đấy. Phí nhỉ? Thôi chị nào lấy để 50 nhá. Cái này tẩy được đấy. Bỏ đi phí. Mà chất lên rất đẹp. Ok chị đã mua, chị về chị chấm thuốc tẩy vào đấy đảm bảo hết luôn. Chị chấm thuốc tẩy vào chỗ trắng ấy là hết đấy. Ok, cái áo len này cho em này, sale 90k. Cái áo len này sale 90.000 này. Sale 90.000 cho nhanh nhá, 90. Ôi, có một con nỉ đẹp quá, cả nhà ơi. Em sẽ mặc thử cho mọi người xem nhá. Cái nỉ này khi để chụp ảnh được ấy, đẹp vãi. Nhở? Đẹp vãi vãi, thôi để chụp ảnh đi. Ảnh chút đẹp pết. Hay thôi bán, cứ mặc đi nhá, xong rồi không ai mua thì mình sẽ chụp ảnh. Đẹp lắm luôn. Không bầu thì cũng bon chen rồi đấy. Này, con nỉ này mà các chị mặc đi bốt cho em nhá thì tuyệt vời ống mặt rời luôn. Em này nhá, 250.000. Các chị kể cả có 500.000 cũng chưa chắc đã mua được cái nỉ như này luôn. 250. Ai lấy comment là 250 kèm số điện thoại giùm em nhá. 250. Chị Thuy Loan lấy cái áo len 90.
cái lì này là 250, ai lấy comment là 250 kèm số điện thoại nhá. Con này đi bốt đến đây cho em, chất luôn. Đi bốt đến ngang ngang gối cho em nhá. Con này đẹp quá. Thật không bầu thì em cũng bon che con này mà không bán đâu. Đẹp dã man. Chị Vu Thuy là 250 này. Thật cái này 500 nghìn các chị cũng không mua được cái áo như thế. Em khẳng định luôn. Nó chỉ có hàng thùng mới có thôi. Cái áo đấy mà bán hàng new nó bán tiền triệu thôi các chị cũng có luôn ấy. Em nãy phải tẩy một tí rồi. Tẩy nhiều luôn ấy này. Cứ bỏ đi. Áo này mang chi cho thì đỡ phí. Chất lên này có dày. Em ạ. Vâng, thật chị. Đây. Đấy cái màu ghi đấy. Em nhầm. Con này nó ghi là size S này. Ôi, tay đẹp chưa? Tay đẹp chưa? Con này có lên em nhá. Con này hàng đắt tiền cho em này. Ôi xinh dã man luôn. Đằng sau này các chị ơi nhìn như một cái váy luôn nhá. Đây này. Các chị có nhìn được không? Nó bo nhìn như một cái váy luôn. Chất lên là len ép. Chất len ép. Sale nhanh hai cũng 250.000. Bình thường cái này phải bán 270-280. 300 có nhà bán 320 cũng có luôn. Chị nào lấy con này em để 250.000. Này. Đẹp lắm, 250.000. Ai lấy comment là khoác len 250 cổ vét nhá. Chất len ép cho em nhá. Chất len ép không phải là chất len thường đâu ạ. Đây ạ. Khoác len 250 nhá. Thi thoảng có mấy con siêu phẩm thôi. Bởi vì hôm nay không phải khu nhà mới mà có mấy con siêu phẩm trong con lẫn vào đây. Khoác len 250 thề luôn, đẹp lắm đằng sau này. Nhìn như một cái váy luôn này. Không biết làm nào để diễn tả nổi cái đẹp của nó. Ở ngoài thật sự nó đẹp dã man luôn. Các chị cứ mặc hàng ngày đi nghiện, không dám, không muốn mua hàng khác luôn. Phạm Thanh Phương lấy khoác lên 250 à chị ơi. Chị Phạm Thanh Phương lấy khoác lên 250 hay sao đây à chị ơi. Khoác lên này. Hai màu. Cái này nhá. Các chị có thể rút cho đằng sau eo này. Đây này, tức là mặc kiểu áo choàng thì rút cho đằng sau nó dúng lại ấy, nhìn rất là đẹp luôn, tôn dáng cực kỳ. Tùy các chị thích rút hay không thì tùy. Đây có khuy nhá, khoác lên dài, cái này từ 1m6 trở lên mới mặc được. Chị Phạm Thanh Phương lấy khoác lên 250 đúng không ạ? Cái khoác lên đấy thì chỉ gồm thêm một kéo lên thôi, nó dày lắm, nó to đùng luôn ấy. Khoác lên này nhá, chị nào lấy em để 170.000 một à thôi 160 đi, màu đẹp, chất đẹp, 160.000 nhá. Dáng dài mà thôi, lấy các chị 150 cho nhanh này. Đây là len vân quả chám nhá. Chất bên trong đây 150.000 nhá. Một cái khoác len dài như thế này, các chị rút thêm cái eo này là ok. 150.000. Form suông. Chỉ nào từ 1m6 trở lên mặc được. Áo len có mấy khối? Thân ra em không lại khối này nhá. Một khối rất tạm ra một chỗ. Ở đây tam giác vuông. Tam giác tròn. Đúng xu hướng luôn nhá. Tam giác tròn này nhìn thấy không? Đá tam giác tròn nhá, 100.000. 100.000 cho em nhá này, cái đá này đẹp lắm. 100.000. 100.000 nhá, con này mặc lên dễ mặc cực kỳ luôn. Đây là gọi là đang ca tụng tam giác tròn, tam giác. Chết cười. Áo khoác len 40.000. Chị Thuy Loan lấy 100. Em ơi, nhớ đính lại cái khối tam giác. Cái kìa. Đấy. Ghi nốt lại cạnh cái này luôn. Lúc đóng hàng bảo luôn. Cái áo này nhá, 40.000 này. 40.000 khoác len mỏng nhá. Tam giác vuông tròn. Mệt nhỉ. Thế kiểu tua rua gần giống con vừa nãy này. Em tua rua này gần giống em vừa nãy nhá, 100.000. 100.000 luôn cho nhanh. 40k chị Thuy Loan luôn cho mạng chị nhanh thế. 100.000 nhá. Tua rua này 100.000, đây váy có hai lớp. Một lớp đen ở bên trong. Một lớp len đen bên trong, một lớp ren bên ngoài. 100.000 nhá, ai lấy comment là váy len 100. Cái này có bị ôi giời ơi đẹp chưa? Chất len đẹp mà lại bị này. Con mang đi cho người ta mặc lưỡi phí, chất đẹp lắm. Áo bomber dạng như này nhá. Renny Đỗ lấy váy len 100.
con này cũng đẹp này. Đây nhá. Em này nhá. Em này chị nào lấy em để 230.000. 230.000. 230.000. 220 đi nhá. Chất đẹp lắm. 220.000 nhá. Chất đẹp dã man luôn, dày. Dày đừng hỏi này, bên trong này lót lót gió này. 220. Con này mặc với quần sóc da, chất. Sao đây? 220 thôi nhá, quá đẹp luôn. Mấy con này là hàng hiếm nhá, không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Cái kiện này em bật trong kiện lẫn, nó hiếm lắm. Cái gì đây? Một con nhung nhung tiếp này. Bomber 220 Hinahin. Một con còn dáng rộng hơn này. Lên đi đố là cái váy lên đen ấy. Sao đấy, cái đơn kia làm sao? Anh xích gọi thì mẹ của khách nghe. Mẹ của khách hẹn là chưa gọi lại. Chưa gọi lại thì quá thua số của anh ship luôn rồi. Bạn này ở bà điện thì em sao xem được nào nhá. Em thề là em sẽ lập một album. Em sẽ chạy bài luôn nhá. Những chị nào bùng hàng các chị ạ, các chị nghĩ em có nên là lập album những bạn hay bùng hàng, sau đó chạy bài cái album này không? Chắc là nên. Từ hôm trước mình đã định như thế rồi. Con bomber dáng dài nhá. Chị nào thích kiểu dáng dài, đi giày thể thao, đi bốt đều đẹp nhá. Chất này cũng là nhung nhá, đây. Chất nhung màu màu đỏ. Màu này thì chất cực kỳ luôn. Màu này chất cực kỳ luôn, bên trong là nó pha gió như này nhá. Bên trong pha gió này. Em này chị nào lấy em để 190.000 à 195.000 nhá. Chất đẹp lắm đằng sau này. Cái này hàng này hàng hiếm à, cái bọc nhung nhung này là hiếm. Bật bao nhiêu kiện mới có một đấy. 195.000. Đẹp dã man luôn này. 195.000 nhá. Kéo lại các chị để mặc kiểu phong cách rộng này này, xong đi bốt đến đây. Hoặc là mặc đi giày thể thao, mặc kiểu quần sóc ấy. Đi giày thể thao đẹp. Nói chung là những chị nào mà cá tính một chút thì mặc con này sẽ đẹp. Bởi vì là nó rất là lạ, chắc chắn đụng hàng thì sẽ không bao giờ. Khoác len đỏ, ôi chất đẹp thế. Bị cắt mát nhưng chất đẹp lắm. Khoác len đỏ mỏng 80. Khoác len đỏ mỏng 80k. 80.000 nhá. Chất đẹp dã man luôn, 80.000 dáng dài. Ai không mua con này cũng tiếc luôn. Đây em váy len xanh. Chất dày dã man luôn nhá, chất dày dã man luôn này. Chất dày dã man luôn em này, 130.000 nhá, bình thường bán con này là 170. Chiều lấy em để 130.000 màu xanh rêu. Màu xanh rêu pha hạt nhá, rất là đẹp luôn, chất len đẹp lắm. Đanh và lì. Hoa chu 80. Bà Hoa Chu ấy thích khoác len mỏng hay sao ấy, toàn mua len mỏng nhà tôi không ơi. 130.000. Cái này chất đẹp nhá. Mỹ Dung 130 rêu. Khoác len đen dáng dài tiếp một con này, đẹp này. 40. Khoác len này nhá. Khoác len này này, chất đẹp dã man luôn, chị nào lấy em để 135.000. 135.000 nhá, 135. Thôi 130 cho nhanh. Này. Khoác len đang hiếm cực kỳ luôn, 130.000. 130.000, ai lấy comment là khoác len 130. Khoác len 130 giùm em nhá. Khoác len 130 chất đẹp lắm, tay hơi bo bo này. Đây không phải chất len bị xù đâu nhá, có nhiều bà em thề với các chị luôn. Đó, bạn ấy nhận hàng xong bảo em là em ơi sao chất len lại xù, em thề với các chị luôn, đây mà gọi là chất len xù à? À bạn bảo sao cái len nó bị xù mà là chất len nó như thế ấy, khổ lắm. Nan Lan, Lan nhá. Áo màu đen pha tay kẻ này, có phải bị phai không? Hơi xanh xanh. Ờ, áo len mỏng này ai cũng cần một chiếc để mặc lót bên trong nhé. Chị nào lấy em để 60.000. 60.000 chất đẹp lắm này. Các chị đi ra chợ riêng cái hàng này nó bán cho các chị 150 chuyện bình thường. 60.000 nhá. Đây hôm nay xả một quả này thôi, hôm nay đang xả nhá. Cho nó xả hết cái đống này đi. Nhiều lắm ý. Để em dọn đây cho hàng mới vào. Váy len đỏ trơn body. Len đỏ trơn body 50.000. Khoác len đen hết rồi. Vừa đây có cái khoác len đen nào chưa ai chốt hay sao ấy?
đúng không? Đây, đúng không? Đấy, khó lên đây mà chưa ai chốt cơ. Ý, mình tìm cho bạn nhá, còn nhiều quá, còn nhiều lắm. 50k ông Hoa Chu à. 60k là của Hòa Đàm à. Người từng thương chưa có đơn đúng không? Có sao tổn phát thằng 94 rồi đấy kìa. Màu đen này. Màu đen chất cực đẹp luôn nhá. Màu đen chất cực đẹp luôn này. Em màu đen này lấy cho em giá 80.000. Ai lấy comment là áo len, áo khoác len 80. Chất siêu đẹp luôn nhá, hàng len mỏng. Riêng hàng nhà em giặt máy thoải mái nhá, 80. Len đỏ 60 à? Len đỏ 60 mà đúng không? Vâng, Hoa Đàm à? Tiếp một con khoác, con áo len mỏng có dây bụng nơ ở trước nhá. Áo len mỏng kẻ này 60. Ai lấy comment dùm em, áo len kẻ 60 nhá. Khoác len 80. Khoác len 80 Thuy Loan. Cái này nhá. Em ấn nhầm số kìa. Hòa Đàm sửa lại số kìa. 60. Ôi con áo len tím này cũng đẹp. Áo len mỏng tím này cũng đẹp nhá. Áo khoác len nhá. Áo này 70.000 cho em này, chất đẹp lắm. Để em con lên file màu ý, con lên file màu rồi em ơi. Khoác đen 70 là cái gì? Cái áo len này không ai chốt à? 60.000 không ai chốt à? Cái đẹp mà, vứt đây tí chị bán. Cái này 70.000 nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Màu tím chết. Ai lấy để số nhá. Áo khoác len mỏng ship từ 2 cái, 1 cái em không ship đâu. Bởi vì khoác len mỏng bán tri ân chứ không lãi gì cả. Khoác len mỏng màu đỏ này. Màu đỏ này em này cũng 80. Màu đỏ 80 nhá. Ai có đơn rồi? Ừ. Mỹ Duyên ơi, em mà lấy cái áo len bị phai đấy để lại số nhá. Chị để em là giá 50.000. Hả? Bảo Ngọc lấy khoác len 70 à? Tím Bảo Ngọc ok. Cái áo len đỏ lấy 80.000 này. Có thấy hí nhá. Khoác len 80 đỏ, ai lấy để số nhá. Ồ, dư một cái váy size L. Vừa nãy bán cái màu đen cho chị Nabu bao tiền 60 đúng không? Đấy không phải răm, đấy là váy, ok. Cái này 50.000 chị nào lấy này, chuẩn có đầy đủ mác luôn nhá, 50.000 nốt này. Ai lấy comment nhá. Hình như là Hoa Chu à. Ok, Mỹ Duyên lấy cáo lên bị phai 50.000 kìa. Hey, Mỹ Duyên lấy cáo lên bị phai 50.000. Thực ra cáo phai để em lấy váy đỏ luôn, ok, Mỹ Duyên 50 này. Ồ, cái quần ống rộng sao lẫn vào đây. Quần ống rộng màu rêu, có này size ML đều vừa nhá, có cạp chun này. Cạp chun nhá, size ML, quần ống rộng rêu 70.000 cho em. Ai lấy comment là quần 70. Hai lớp nhá. À đâu một lớp đấy. Một lớp nhưng mà chất đẹp lắm. Chị để quần này cho mẹ em. Quần này á? Thôi có người chốt rồi. Không, mẹ em thích mặc quần ống rộng. Đẹp mà, cái màu ấy cũng đẹp. Khoác len màu đỏ này. Em khoác len đỏ này nhá. Nó đang bị nhăn này. Người ta chưa lái hết cho mình. Khoác len đỏ 40.000. 40.000 này, ai lấy comment khoác len 40 nhá. Khoác len 40. Người la ơi xin cho tôi. Ôi dồi ôi, cái váy đôi lẫn vào đây. Váy len hai lớp luôn. Bên trong là cái gì đây? Lớp này phải quần không mà sao lại hai lớp? Ôi váy len có hai lớp chắc để mặc cho thoải mái. Chân váy len đỏ bảo ngọc này. Cái chân váy len body nhá, chân váy len body. Chân váy len body chị nào lấy em để 100.000 chất quá đẹp luôn. 100.000 hàng này không bay không dão luôn nhá, mặc thoải mái không lộ bị lộ quần chít đâu ạ. Chân váy 100.
Ai lấy comment chân váy 100k này, dễ mặc màu đen. Cái váy này dư một cái 40.000 luôn này. Váy màu đen dáng ngắn, cánh tiên đằng sau này. Có cái chun co giãn lên ngực, ngực nhất không sợ đâu nhá. Váy 4, váy 40. Ai lấy comment là V40k giùm em. Cú mèo lấy chân váy len, dồn đơn á, dồn đơn dữ à. Khoác len màu hồng. V40 của Nabu. Cái khoác cáo len màu hồng này. Cáo len màu hồng nhá, 40.000. Áo len khoác len màu hồng này, 40.000. Ai lấy comment khoác len 40, đây là hàng len mỏng em ơi. 40.000 nhá. Ôi sao mà nhiều. Tê. Nó bị lẫn không, nó bị bụi vào đây này. Khoác len các thứ đều giặt là rồi nhá mọi người nhá. Màu xanh đậm này 30.000. Khoác len 30. Khoác len 40 Thuy Loan. Ủa Thuy Loan nhiều mới có gộp được không nhỉ? Cái này 30. Cái này 30 nhá. 30. Lên một con. Ôi khoác len ép à. Váy len à. Ôi khoác len ép con này đẹp lắm này. Lên một con siêu phẩm nhá. Khoác len ép cho em nhá. Này. Ê, hay để cho chị Thu Thủy Nguyễn cái này để gộp đơn à. Mà chị không xem ý. Đẹp mà. Mà với chiều cao cân nặng của chị mặc cái này hợp luôn. Đây, chị mặc cũng đẹp. Khoác lên em nhá. Khoác lên em này, form kiểu. Ôi nói chung là các chị mà nhìn ở ngoài bây giờ đẹp cơ. 30 của ai? Ngoan Vũ. 30. Em giúp chị cái ấy nhá. Em ơi, em giúp đi, cái này nhá. À, cái khoác lên này đẹp dã man luôn này. Các chị không lấy em để mặc thật này. Hay để mặc đi đẹp à. Đẹp dã man đi. Cái khoác lên này nhá, chất len ép nhá. Chất len ép 230.000, 240.000. Đẹp dã man luôn. 240 kiểu cái form nó đẹp ấy. 240.000. Ôi mới có 2 giờ thôi à. Sớm đấy. Này, 12 rưỡi mới quay đấy. Mới quay được một tí, mới được tiếng rưỡi. 240. Mỹ Duyên nhá. Mỹ Duyên ơi, đây Facebook ảo hay sao em ơi? Mỹ Duyên, em Facebook ảo hay Facebook thật đấy? Chị bảo thật đấy, chị sợ lắm rồi. Thế luôn bây giờ á, em phải đi soi Facebook ấy, Facebook ảo không làm bán luôn. Các chị có biết không, một đơn len này mà gửi đi cho các chị em tính xí, các chị cũng chỉ có 35.000 đúng không? Nhưng mà các chị có biết là em phải chịu ship đến tận 60-70.000 là chuyện bình thường không? Nó cân lên ấy. Nặng ơi là nặng luôn. Nên là ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt nhá, chứ đừng có vào chốt chơi. Bởi vì thấy mấy cái Facebook kiểu cũng không ấy sợ lắm luôn. Bây giờ á, có một đơn bị hoàn về mất hơn 100.000, nó không như hàng hè. Nên là sợ lắm. Tự dưng không dưng ngủ dậy 10 đơn là mất chục mà mất 1 triệu rồi. Hơn 1 triệu rồi. Có khổ á? Quá khổ luôn. Nên là đừng có ai vào trêu đùa gì nhá, mệt lắm. Dứt họa vào thân đấy. Chất len ép nhá, con này 150.000 cho em này, chất đẹp dã man. Chất len ép nhá, len ép bao giờ cũng đắt hơn đấy ạ, 150.000. Hà gì ấy? Hà Hớn ơi, sao thế? Ok, không phải đâu, rất nhiều bạn luôn, mua chục cái bất còn hủy ở đơn cơ. Tôi mệt dã man. Ơi. 150.000 này. Chất len ép nhá. Thủy Huỳnh. Lên một con khoác len dằn di. Đằng sau hình có Mickey này. Hút bấm nhá. Đẹp dã man. Đằng sau này. Áo này nhá, áo này 170.000. 170.000 chất len này. Chất len này rất mịn. 170. 170, ai lấy comment là 170 nhá. Con này đi bốt các thứ cũng hợp, bốt đen. 170. Hàng C chị ơi.
Em nói rồi, lên em không thể bán hàng mới luôn. Hàng new lên không bao giờ đẹp bằng hàng si lên. Nhá. Khuyên, em khuyên chân thành đấy, không phải là vì bán hàng mà nói đâu. Mà là em đi buôn cả hai loại hàng rồi. Nên là tự ngẫm thấy, nên là tự lấy hàng về bán thôi. Chứ còn nếu mà bán new, new hay si thì cũng lãi ngang nhau thôi các chị ơi. Không khác gì đâu. Lãi ngang nhau thôi, nhưng mà em thấy hàng nào có lợi cho khách hơn thì em lấy. Ơ con dán gì đây mà? Áo len đen, đen trơn, size M đều vừa nhá, co giãn này. Áo này ai lấy em để 100.000, cổ 3 phân. Con này đẹp lắm này. Tay bom, à tay kiểu bom như này này. 100.000. 100.000 nhá. Cái này quay len đẹp. Nổi len. Một con khoác len tiêu. Khoác len tiêu nhá, form này. Form suông dài. Hôm nay này chị nào lấy em để 130.000 nhá, 130. Ai lấy comment là khoác len 130 giùm em. Khoác len 130. Cho em len đen 100. Phương Linh để số đi Phương Linh. Phương Linh thì lên đen 100 để số nhá. Lên đen 100 để số này. Nhưng mà quay đây cứ bị xỉn ra nhá. Nhờ. Uầy. Em màu gel pha sơ mi. Pha đuôi sơ mi nhá. Nhưng mà có màu gel này về sơ mi các chị phải giặt này. Đây này, cái sơ mi hơi bẩn các chị về giặt giùm em nhá. Sale luôn con này còn 80.000. Sale luôn con rêu này còn 80.000 cho chị nào về giặt này. 80. Ai lấy comment 80 nhá. 80 kèm số điện thoại. Phương Linh có lấy không để số đi em ơi. Các chị bây giờ em tắt live stream, phát lại cái live mới, các chị vào xem lại, share lại giùm em nhá. Bây giờ phát lại một cái live stream mới. Mọi người vào xem lại giùm em. 80 của Mỹ Duyên. Lên siêu phẩm ok rất nhiều. Nhưng mà hôm nay kiểu thực chất là mục đích chính là xả hàng ấy. Oh, con lông này đẹp chưa? Vừa vào cái khoác len, khoác đen 5550 vừa nãy nữa. Khoác đen nào? Em phải chốt từ nãy chứ bây giờ em nói chị không biết đâu. Rồi ok, bây giờ em tắt đi phát lại nhá.